Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lên một cái video chuyên về các cái mã đồ điện của bên em. Đó, đồ điện bên em nhá. Tất cả các dòng này thì nó đều là hàng Nhật xuất sử dụng điện 220V nên các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái mã ấm siêu tốc thì bên em sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhá, 3 mẫu. Đầu tiên thì nó sẽ là một con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, ấm siêu tốc Hàn Quốc. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá, 2,5 lít. Và hàng này của nó thì bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Đấy, bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, ấm siêu tốc Hàn. Giá của nó sẽ là 130k nhá. Đấy. 130k cho con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 các bác nhá. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con sản phẩm đó là cái con phích đun sôi nhá. Đấy, phích đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cúc U luôn. Con này thì nó vừa là ấm siêu tốc vừa là dòng phích đun sôi nhá. Hàng của thương hiệu Cúc U, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ đây. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này các bác này. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái nắp này của nó thì nó là dòng nắp giữ nhiệt và nắp lẫy nhá. Nắp lẫy các bác xoáy đúng gen chưa? Bấm này rót thì mới ra này. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, hàng của thương hiệu Cúc U nhá, hàng thương hiệu Cúc U đây. Đấy. Con này thì tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến từ tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến 75 độ nhá, 70 15 độ. Lên trên là phích đun sôi, giá sẽ là 180.000 nhá. Phích đun sôi 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Đấy. Và các bác cứ đặt vào là nó sẽ tự đun. Đấy, nóng thì nó lại ngắt nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái ấm Đức nhá, ấm Đức đây. Hàng của thương hiệu Liebenlang của Đức nhá, hàng Liebenlang của Đức. Hàng này thì cực kỳ chất cho các bác luôn. Đấy. Đây. Lên cho em là ấm Đức này. Công tắc đây. Đấy, vừa là công tắc vừa là nút nhấn cho các bác luôn. Đó. Và đây là cái lẫy của nó này. Đấy, đây là cái đế của nó này. Đế điếc của nó rất là ngon luôn. Đây em cắm thử điện cho bác xem này. Hàng này sử dụng điện 220V nhá. Đây, bật lên là nó có đèn báo nhá, có đèn báo trắng này các bác này. Đấy, đèn báo trắng đây. Có đèn LED báo trắng này các bác thấy không? Nó rất là rõ luôn. Đó, và đây thì nó sẽ dung tích của con này thì nó sẽ là mắc của nó là 1 lít 7 nhá, hàng bằng thủy tinh nhá. Đấy, hàng bằng thủy tinh như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là an toàn luôn, đun nóng đun niếc cực kỳ an toàn luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Giá của nó sẽ là 360.000. Đây. 360.000 cho con ấm siêu tốc Đức như này, ấm siêu tốc Đức 360.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc bằng inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc bằng inox. Con này thì nó cũng là hàng của Đức và nó sẽ là hàng bằng inox như này. Cho nên là em để tránh nhầm tên thì em lên cho các bác đó sẽ là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc bằng inox này. Con này thì giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho con ấm siêu tốc inox như này. Đây, nắp của nó này. Đấy, nắp niếc của nó rất là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lẫy gạt này, lẫy gạt như này. Có báo nước ở đây nhá, có báo nước ở đây. Đấy, dung tích của nó thì mắc của nó cũng là 1 lít 7 luôn. Mắc của nó là 1 lít 7. Hàng thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox, giá sẽ là 450.000. Đó. Con này thì các bác lên cho em đó là ấm siêu tốc inox này, giá sẽ là 450k nhá. Ấm siêu tốc inox, giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố này. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít. Đấy. Cối xay inox 2 lít này. Đấy, con này cối của nó là 2 lít. Cối của nó là 2 lít và cái lưỡi này của nó là 4 lưỡi kép như này, 4 lưỡi kép như này. Đấy, cối 2 lít, 4 lưỡi kép. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Máy cực kỳ là khỏe nhá và nó sẽ có cho các bác là hai công tắc nhá. Đấy, hai công tắc thì nó sẽ có số 1 và số 2. Đấy các bác này. Đấy, số 1, số 2 đây. Đây em bật cho các bác xem. Đấy. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Lên mã giúp em đó là cối xay inox nhá, cối xay inox 2 lít. Cối xay inox 2 lít thì con này nó sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Đấy. Lên cho em là cối xay 2 lít, con này sẽ là 150.000 nhá, 2 lít cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Con này thì thân của nó bằng nhựa và vỏ của nó cũng cái khay đựng của nó cũng bằng nhựa luôn. Đó.
và có gioăng giếc các thứ cẩn thận như này. Đó. Giá thì con này giá rất hợp lý cho bác luôn, giá chỉ có 145.000 thôi, 145.000 cho con này. Thì các bác có thể dùng con inox hoặc là nếu các bác dùng nhỏ gọn thì dùng con này chứ. Đấy. Nếu dùng thích nhỏ gọn thì dùng con này. Osaka Japan, hàng của Nhật nhá. Sử dụng điện 220V, dung tích của con này thì nó sẽ là 700ml. Đấy, 700ml các bác nhá. Đó. Con này thì 700ml thôi, còn con inox của nó là 2L. Con này thì giá sẽ là 145.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một số các cái mã. Đầu tiên nó sẽ là một cái nồi lẩu Osaka nhá. Nồi lẩu Osaka. Giá sẽ là 390.000. 390.000 cho một con nồi lẩu Osaka như này. Đấy, đây nó sẽ là kính cường lực này. Đây là cái con nguồn của nó này. Và nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhá, một khay hấp như này. Đấy, đây là các cái phụ kiện đi kèm đây. Các phụ kiện đi kèm về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Con này thì ngoài ăn lẩu thì các bác có thể dùng có chống dính luôn. Có chống dính rất là ngon nhá. Các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu các kiểu con đà điểu được hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu các kiểu con đà điểu được hết luôn. Đó, hàng của thương hiệu Osaka. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một con máy xay con nồi lẩu Osaka như này, giá của nó sẽ là 390.000 nhá. Đấy, vung kính cường lực luôn, nguồn nhiếc của nó ngon lành luôn. Lên mã cho em là lẩu Osaka, giá sẽ là 390.000. 390.000 cho em nồi lẩu Osaka như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng. Con này thì giá sẽ là 230.000. Đấy, nó sẽ có 2 tầng như này. Khi các bác ăn lẩu bình thường thì các bác dùng như này thôi em. Đấy, cáp nguồn của nó đây, cáp nguồn của nó đây. Đó, một con nồi lẩu 2 tầng như này, tráng đá chống dính. Ngoài các bác dùng để chiên, rán, xào, nấu để ăn lẩu ăn liếc đều ok hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình hấp xôi này. Đấy, hấp xôi, hấp gà, hấp cá này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước xuống dưới sau đó thì mình đun như bình thường là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo chuyên mục lẩu thì bên shop còn một con nồi lẩu mini nữa. Con này rất là tiện dành cho các bác ở phòng trọ này, hoặc là các bác nào muốn ăn đồ ăn nóng này. Đấy, đồ ăn nóng sốt, dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1 lít các bạn. Đấy, vào khoảng từ 800 đến 1 lít. Con này thì siêu tiện dụng luôn nhá. Đấy, cũng có cả khay hấp có số 1-2 như này. Ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần là cắm cáp nguồn vào cho em. Đấy, cho nước vào đây. Cũng có chiên rán xào nấu được hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng khay hấp khay nhiếc cũng rất là ngon. Đặc biệt là bác nào ở phòng trọ này hay ăn mì này hoặc là ăn lẩu ăn nhiếc thì dùng con này rất là ok. Đặc biệt là mùa đông mà các bác muốn ăn canh nóng thì các bác cho vào đây chưa. Đấy, hai vợ chồng có tí dưa chua hoặc là tí cà chua sốt, các bác cho vào đây ăn rau sống rất là ngon luôn. Nhỏ gọn, tiện dụng, bền đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000 nhá. Nồi lẩu mini giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá, nồi kho cá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Matika, hàng của Nhật. Nó sẽ có cho các bác là nấc số 1, số 2, số 3 đây, nhanh chậm tự động các kiểu con đà điểu luôn. Và con này nồi kho cá thì nó sẽ là nồi nóng chậm nhá, nóng chậm. Ví dụ các bác cho cá, cho dưa, cho đồ nấu, đồ chiên, đồ kho vào đây thì các bác cứ cắm cho em là qua đêm này, hoặc là cắm từ sáng đến tối thì mới ăn được các bác nhá. Đấy. Hàng này thì bên em bảo hành lỗi một đổi một cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là nồi kho cá. Đấy, con này thì nó sẽ là đây, 220V 50Hz, 235W và 2,5L nhá, 2,5L. Đó, rất tiện dụng đây, thông số rõ ràng luôn. Tiếp theo là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con bếp từ nhá, bếp từ, hàng của thương hiệu Philips nhá. Bếp từ hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng thương hiệu Philips sản xuất ở Thái Lan. Độ dày của nó thì sẽ là 5 ly nhá. Độ dày của nó là 5 ly. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì hơn 30. Khoảng 30 nhá. Của nó là bên trong đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au như này. Đấy, và có tặng kèm 300 có tặng kèm một cái nồi như này các bác nhá. Có tặng kèm một cái nồi như này thì rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Có tặng kèm một cái nồi như này. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. Bếp từ Philips, giá thì sẽ là 350.000 cho con bếp từ Philips như này nhá. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000. Đó, rất hợp lý. Có tặng kèm một cái nồi nhá. Cái này là hàng tặng kèm thôi, khi các bác nhận hàng có thể nó bị bóp méo thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đấy, nó rất là mỏng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini, giá thì sẽ là 270.000 cho một con nồi cơm mini này. Con này rất tiện dụng luôn.
Đấy, các bác dùng ví dụ như nhà gia đình có ít người này. Đấy, gia đình có 2 người. Đấy, 2 người, 2 ông bà thì dùng cho em cái nồi cơm mini này rất là tiện luôn. Hàng của Nhật, của thương hiệu Chigo. Đấy, Chigo của Nhật này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có chống dính các thứ đàng hoàng, rất dày dẫn nha, mâm miếc ngon nhá. Con này thì các bác bắt buộc là mình phải bê nhá, chứ nó không ấy được, nó không có quai sách đâu. Nó rất là nhỏ gọn nên là các bác dùng, khi dùng thì mình bê như này cho em này. Bê này cho em. Hàng thương hiệu Chigo. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì sẽ là 270.000 cho một nồi cơm mini như này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác các sản phẩm, đó là cái nồi cơm sáp nhá. Nồi cơm sáp, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Nồi cơm sáp của Nhật này. Con này hàng nguyên đai nguyên kiện nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đó, mâm dày dẫn chắc chắn. Giá sẽ là 500.000. 500.000 cho một con nồi cơm sáp thế này các bác ạ. Nồi cơm sáp 500.000 bên em bao ship. Mâm miếc của nó cực kỳ dày luôn nhá. Mâm của nó cực kỳ dày luôn. Mâm dày, nồi đế dày nhá. Cáp kiếc các thứ đàng hoàng này. Đấy. Mâm dày, nồi đế dày. Giá sẽ là 500.000 nhá. 500.000 cho một con nồi sáp như này. Đấy, 500k cho một con nồi sáp như này nhá. Con này thì cực kỳ tiện ích luôn. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Và mâm của nó là, nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi đất nhá. Nồi đất ôm vòng như này. Đấy, nồi niêu đất ôm vòng như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là đã các bạn. Đấy, rất là đã luôn. Nó ôm vòng tròn như này thì khi các bác sử dụng thì khá là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, nó giữ nhiệt tốt nhá. Đấy, nó sẽ thuộc dạng niêu đất, giống như kiểu niêu đất ấy. Nó ôm, giữ nhiệt tốt. Quai sách như này thì không sợ bị gãy bị bong nhá. Quai sách này không sợ bị gãy bị bong. Đấy, nồi của thương hiệu Sáp. Nó là dòng nồi cơ cho nên là dùng nó rất là an toàn và tiện ích nhá. Các bác chỉ cần nhấp này cho em là xong này. Đấy. Nấu cơm ngon nhá, nấu cơm ngon. Lên cho em là nồi cơm Sáp, giá sẽ là 500.000. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, kẹo của Hàn Quốc đây. Đấy, các bác lên nha, em là kẹo Hàn Quốc nhá. Kẹo Hàn Quốc như này. Đấy. Một gói này thì dung tích của nó sẽ là, dung tích của nó thì hàng này thì của tập đoàn Samsung này, của tập đoàn Samsung. Đấy, nó kết hợp với các cái thương hiệu khác để nó sản xuất nhá. Đấy. Hạn sử dụng thì đến năm 2026 luôn. Hàng của Hàn Quốc chuẩn xịn luôn này. Đấy, cây sâm đây, made in Korea nhá, made in Korea. Các bác lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm Hàn Quốc. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên mã giúp em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một gói kẹo như này. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Dung tích của nó sẽ là 500g này, 500g. Đấy. Lượng calo của nó thì tới là 1967 calo. Hàng này thì ví dụ các bác đi tàu đi xe này, hoặc là các bác mệt mỏi thì mình chỉ cần là ăn 1-2 chiếc là mình sẽ tỉnh táo luôn. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn, hàng sách tay của Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc, giá sẽ là 90.000 cho một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái trà sâm nhá. Trà sâm cũng của Hàn Quốc luôn, hàng made in Korea của Hàn Quốc đây. Đấy, một hộp này của nó thì nó sẽ là 100 gói các bạn. Hộp này 100 gói luôn. Trà sâm Hàn Quốc này. Đây, hàng made in Korea nhá. Một hộp này là 100 gói cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, hộp này là 100 gói như này. Hàng made in Korea này. Đấy, nguyên tem nguyên kiện đây, made in Korea này. Một hộp 100 gói luôn, hộp 100 gói như này. Đấy, hàng thì được chiết xuất từ sâm tự nhiên nhá. Hàng chiết xuất từ sâm tự nhiên, cực kỳ thơm luôn. Đấy, uống vào thì rất là tỉnh táo nhá. Uống vào rất tỉnh táo luôn. Đây các bác này. Đấy. Sâm tự nhiên này các bác này. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Giá thì sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một cái hộp hộp như này, bao gồm cho các bác là 100 gói luôn. Hộp này bao gồm 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một hộp này 100 gói. Lên mã giúp cho em đó là lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm. Đấy. Trà sâm này, giá của nó sẽ là 240k một hộp như này, bao gồm 100 gói, hàng của Hàn Quốc nhá, made in Korea. Đấy, made in Korea. Đây. Đấy, được chiết xuất từ sâm tự nhiên các bác này, chiết xuất từ sâm tự nhiên luôn. Cái này các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp này, hoặc là các bác pha ra nước uống rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 240.000. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó, cái để thì sẽ có cho các bác là hai dòng đấy, và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đấy, cái mẫu con camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con camel này thì có màu trắng màu đen các bác nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy,
Hàng thì rất chất lượng cho các bác. Đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy. Nó sẽ có hai màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy. Con bo mây nhá. Đấy đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, số 1 này. Đấy, có công tắc bật này các bác này. Đấy. Nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Đó. Đấy, đây em đang bật đây, đang bật đây các bác này. Đấy. Đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy. Đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây. Có thấy không? Đây. Đó. Cầm nhanh cái này tí nào mình nhá. Đấy, gió rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có một là có cái công tắc này. Công tắc này là chức năng luôn các bác nhá. Công tắc này là chức năng luôn này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Số của nó đây, công tắc đây các bác có thể bật tắt này. Đấy. Gió rất mạnh luôn các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy. Sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó. Các bác thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây. Rất nặng luôn các bạn, rất nặng luôn. Đây. Đấy, quạt mạnh mẽ này. Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bác này. Đó. Và có công tắc như này các bác nhá. Đấy. Đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm. Đấy các bác nhá. Nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là 1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử, sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu đồng, hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy, mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy thì có hai màu, quạt đồng này thì có hai màu, đó là màu màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy. Con này thì cũng rất là mát luôn và có chức năng sau đây. Đấy. Con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường. Còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được. Tại vì nó có 5 cấp số luôn, cho nên là các bác có thể dùng tùy theo nhu cầu của các bác nhé. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhé. Đấy thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhé. Có hiện giờ đây, thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng, tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy, quạt đồng này cánh bằng nhôm và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ và gió nó rất là nhiều và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy, dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó thì giá thì con này sẽ là 450.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ nặng vào khoảng là vài cân thôi. Đấy, vào khoảng 3-4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm, con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó, tất cả nó phải hàng chục cân, hơn chục cân nhá. Rất là nặng luôn. Đấy, con này thì rất là nặng luôn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu, màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt Camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em. Rất mát luôn. Gió rất mát luôn các bác nhá. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhá. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em.
Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng các bác nhé. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đấy, xin nhắc lại là các bác yêu quý em thì cho em xin một nút like nhé, cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, và bác nào chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh, và bác nào chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác ba cái mẫu thắt lưng dù, thì nó sẽ có tên như sau: thắt lưng đại bàng, thắt lưng dép và thắt lưng lỗ. Đấy, tất cả đều được làm từ sợi dù nhé, đều được làm từ sợi dù. Bền thì vĩnh cửu luôn đó, bền thì vĩnh cửu luôn các bác nhá. Và cái độ dài thì nó cũng na ná như nhau thôi, nó sẽ vào khoảng từ 1m1 đến 1m2, từ 1m1 đến 1m2 nhé. Đây đấy, cái con thắt lưng lỗ này thì nó dài hơn, chắc là nó vào khoảng 1m2, còn hai con thắt lưng đại bàng và thắt lưng dép này thì nó sẽ là 1m1 nhá. Con lỗ này thì nó có dập sẵn lỗ cho các bác đây rồi, và rất nhiều lỗ luôn, rất nhiều lỗ nhá, rất nhiều lỗ, thì các bác cứ thích dùng lỗ nào thì mình cho vào thôi. Còn hai con này thì nó sẽ là lẫy sập nhá, hai con lẫy sập đó. Hàng thì đều là hàng của Mỹ hết này, USA này, hàng của Mỹ, các bác yên tâm sử dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá, giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó đây, sập vào thì em là xong này, đấy, rất là ngon lành luôn đó. Các bác lên cho em là thắt lưng lỗ này 70.000 này, cái thắt lưng đại bàng, thắt lưng đại bàng này 120 này, với cái dù thắt lưng dù 80 rồi, ok nhá, thắt lưng dù 80k đó. Thì bên em có 3 mẫu như vậy, giá nó sẽ như này các bác nhá. Đấy, giá sẽ như này thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Con đại bàng này là đắt nhất này, 120.000 này. Đấy, còn con thắt lưng dép này thì sẽ là 80.000 này. Còn con thắt lưng lỗ này thì sẽ là 70.000 cho con thắt lưng lỗ như này. Đó, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chai xịt nhà tắm, nhà vệ sinh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng dung xịt xịt như này các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Nó là dạng kem như này và hương chanh rất là thơm luôn. Các bác xịt ra thì nó sẽ là đánh tan các cái mảng bám, rồi nói chung là dầu mỡ. Giá thì sẽ là 40k nhá. 40k lên cho em là xịt nhà tắm, nhà vệ sinh 40.000 các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một cái chổi để các bác lau bàn bếp nhá, lau bàn bếp ga, rồi lau cửa kính, cái thứ rất là ok. Nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán ở đây, miếng dán ở đây các bác nhá. Đó, một cái miếng dán ở đây. Đấy, thì các bác chỉ cần là lắp ở đây cho em này. Đấy, sập ở đây cho em, sập ở đây này. Đấy, ở đây nó có lẫy sập này các bác, sập ở đây cho em này. Đấy, sau đó thì khi mình rửa thì mình kéo này cho em. Đấy, kéo này mình lại thả ra. Đó, lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá, chổi lau bàn bếp rất tiện ích luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình lau này, kỳ cọ này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, và khá là vừa vặn để cho các bác là sử dụng nhá, rất hợp lý luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi, 40.000. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá, giá sẽ là 40k. Chổi lau bàn bếp này, chổi lau bàn bếp giá sẽ là 40k nhá, 40k. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn thóc nhá. Đấy, đèn thóc đây. Đấy, một con đèn thóc như này, hàng thì cực kỳ chất lượng và giá thì chỉ có 60.000 trong con đèn thóc này thôi, siêu sáng luôn nhá. Nó sẽ có 3 chế độ: sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đây, dài khoảng là 20 đến 25 cm. Đây là báo pin luôn cho các bác này. Đấy, rất sáng nhá. Đây em sẽ dọi cho các bác xem này. Đây, đấy, đây kho em này, các bác thấy không? Ban ngày mà đèn còn dọi như này. Đấy, các bác thấy chưa? Pha nó dọi rất là xa và sáng luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn thóc nhá, giá cực ưu đãi cho bác luôn, chỉ có 60 cành trong con đèn như này thôi. Đấy, bên trong của nó sẽ là pin 16850, cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn thóc, giá sẽ là 60.000 nhá. Đèn thóc giá sẽ là 60k cho một con đèn thóc như này, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời cột nhá. Đấy, năng lượng mặt trời cột. Con này thì giá của nó sẽ là, con đèn năng lượng này là bao nhiêu đấy? Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 1 này, 2. Nguyên cái tấm pin con này bao nhiêu? Nguyên cái tấm pin này của nó là 50 cm nhá, dài khoảng 50 cm rồi. Đấy, còn là tính cả đai này thì nó sẽ là vào khoảng 60 cm. Giá sẽ là 590k nhá, 590.000 bao ship đi tận nhà cho bác luôn. Lên cho em là đèn năng lượng mặt trời nhá. Đây các bác này, đấy, rất sáng luôn. Dập anh lên cầu dao. Đấy, rất sáng luôn các bác này. Đó. Dập cầu dao, dập cầu dao. Đấy, dòng này nó sẽ là dòng cảm biến nhá, rất là sáng luôn. Đó, đây các bác này. Đây, các bác thấy chưa? Đây, test cho các bác xem luôn, trực quan sinh động nhá. Đấy, các bác thấy chưa? Đây. Cả một không gian này của em là hàng trăm mét vuông mà nó rất là sáng luôn các bác nhá, rất là sáng luôn. Thì các bác chiếu vào cái không gian sân vườn thì rất là hợp lý các bác này.
rất hợp lý luôn. Nó sẽ có cho các bác một tấm pin năng lượng mặt trời như này và hệ 6 đèn LED như này. Đây, rất sáng luôn. Rồi. Đấy, sáng khủng khiếp luôn các bác nhá, sáng khủng khiếp luôn. Đó. Và nó là dòng cảm biến nhá, dòng cảm biến. Đấy, ban ngày thì nó sẽ tự tắt và ban đêm thì nó sẽ sáng và nó sẽ kèm cho các bác là đai điếc các thứ đàng hoàng nhá. Có đai vít các thứ đàng hoàng. Đây. Có đai bắt được đàng hoàng quá này. Đấy. Có đai rồi có cả điều khiển luôn các bác này. Có cả điều khiển luôn. Có cả điều khiển tắt bật luôn các bác này. Đấy. Có cả điều khiển tắt bật về nhà các bác lắp pin vào đây là đai để bắt vít này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 590.000 thôi, 590.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mã quạt. Các bác lên cho em đó là quạt quạt tích điện nhá, quạt tích điện này. Đấy. Hàng của thương hiệu Makita như này. Rất chất lượng cho bác luôn. Đấy. Chạy cực kỳ là khỏe các bác nhá. Đấy. Nó sẽ có hai số các bác nhá. Hai số, số 1 và số 2. Hàng của thương hiệu Makita. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Có thể ngoắt nghéo được như này, dùng thì rất là đã này. Thời gian liên tục của nó có thể là mát được từ 5 đến 10 tiếng. Thì các bác tha hồ thoải mái cứ sạc pin vào là dùng cho em. Đấy. Sạc pin vào là dùng các bác, rất chất lượng luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt tích điện nhá. Đề phòng mùa hè mất điện này hoặc là nói chung là đa di năng luôn, rất là tiện. Đấy, nhà có trẻ nhỏ các thứ này. Mạnh lắm. Đây. Các bác nghe cái tiếng gió nó chém nó thấy đã rồi. Đường kính của cái giọ này thì vào khoảng là 25 cm. Đấy. Và có sẵn cho các bác một quạt một pin như này nhá, một quạt một pin như này. Đó, thì các bác về cái thế là mình dùng thôi, rất là tiện luôn. Nên mã giúp cho em đó là quạt tích điện nhá, quạt tích điện, một quạt một pin, kèm cho các bác là một quạt một pin và một một cái cáp sạc luôn. Đấy, một đốc sạc như này luôn nhá, một đốc sạc như này luôn. Đấy, một đốc sạc như này luôn. Hàng thương hiệu Makita, made in Japan nhá, made in Japan. Đó, các bác thấy chưa? Makita made in Japan này. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, cả kèm cả đế sạc như này luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi lên mã giúp cho em đó là cái này là quạt tích điện à. Lên cho em là quạt tích điện 380k nhá. 380.000 cho con quạt tích điện như này. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá. Đấy, 140.000 thôi, 140.000. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây thắt lưng cá sấu rất là đẹp như này các bác này. Đấy. Dây thắt lưng cá sấu đẹp như này. Đó. Màu của nó sẽ là màu nâu như này. Đấy, màu nâu rất là đẹp như này. Và ưu điểm của con này có cho các bác là hai cái mặt cá sấu rất là đẹp luôn. Hai mặt cá sấu này. Hai cái mặt cá sấu tuyệt vời như này. Các bác có thể dùng để mình thay tháo mình sử dụng dần năm này qua năm khác nhá. Đấy, rất là ăn khớp luôn, rất ăn khớp luôn. Tông màu tông miếc rất đẹp luôn các bác này. Đó, đây. Các bác thấy chưa? Đó. Chất da siêu mềm luôn. Hàng đựng trong cái hộp xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà thôi rồi luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá, cá sấu hộp. Khóa kiếc của nó thì cực kỳ là ngon rồi. Khóa kiếc thì không thể chê vào đâu được các bác này. Đây. Khóa của nó này, các bác nghe tiếng kêu là biết rồi. Đây, đấy, khóa của nó này. Rất là ngon luôn các bác nhá. Đó, rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ bình dân luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá chỉ có 140.000 thôi. 140.000 cho một cái bộ thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Chất da thì siêu mềm mại. Đựng trong một cái hộp da luôn. Đựng trong một cái hộp da bóng đẹp như này các bác. Đấy, một cái hộp da xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Rất là ok nhá. Lên cho em là cá sấu hộp, giá sẽ là 140.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ dao, vỉ dao 12 con nhá. Một vỉ dao gọt hoa quả như này 12 con. Một vỉ như này 12 con nhá, giá sẽ là 40.000. Đó, 40.000 lên cho em là vỉ dao nhá. Vỉ dao 12 con, vỉ dao 12 con, giá sẽ là 40.000. Vỉ dao 12 con, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. 40.000 cho vỉ dao 12 con như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá, bình 20. Đấy. Bình 20 dung tích của nó là 2 lít, giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con bình 20 như này. Đấy, lên cho em là bình 20, dung tích của nó là 2 lít, giá thì chỉ có 80.000 thôi. 2 lít cả vỏ inox 304 dùng chuyên để đựng nước lọc, nước uống, đồ nước lạnh cho em. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn, giá cực kỳ hạt rẻ và hợp lý cho các bác luôn. Đó, giá rất hợp lý. Rồi lên mã giúp cho em đó là bình 20. Rồi ok. Vâng, lại là em Phạm Huấn đây, tiếp tục quay trở lại giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc hàng gửi đến các bác tò tí te. Đó.
em lên cho các bác các cái mã móng tay của bên em. Thì bên em hiện tại bây giờ đang phân phối nó sẽ có 3 mẫu móng tay. Đầu tiên nó sẽ là móng Đức. Bộ này thì combo của nó sẽ là 3 chiếc. Đấy, 3 mẫu móng Đức combo của nó sẽ là 3 chiếc nhá. Một hộp 3 chiếc, hàng đựng trong một cái hộp nhôm. Rất chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đấy, đấy. Hộp 3 chiếc. Rất đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Combo một hộp 3 chiếc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho 3 cái cắt móng tay như này. Hàng siêu đỉnh, siêu đẹp. Hàng của thương hiệu Winling, hai hình người của Đức. Đây, Winling hai hình người của Đức này. 100.000 cho 3 chiếc như này. Bây giờ nếu các bác mua một cái dùng một cái cắt móng tay đẻo thôi, nó cũng đã phải mất đi vài chục nghìn rồi, vài chục nghìn rồi. Đấy. Thế mà đây hàng đẹp, hàng chất lượng cũng chỉ có 30.000 thôi. Dùng để cắt thì cực kỳ là ngon luôn nhá, tanh tách luôn. Đó, để các bác xem. Đấy, cắt rất là ngon. Và nó có cái phần này để các bác đựng cái phần móng tay thừa vào đây. Đó, đây cái này là cái dây bóng này, các bác bóc ra này. Đấy. Có cả cái phần để các bác mài luôn. Đấy, các bác cắt xong thì các bác mài đây cho em này. Đây cái này nó có cái dây bóng này, về nhà các bác lột ra cho em nhá. Đó. Và có cho các bác là hai cái cắt, một cái to, một cái nhỏ và một cái bấm khóe này. Đấy. Cái này để các bác đưa vào các cái khóe tay, khóe chân như này để mình cắt cho nó triệt để và nó vệ sinh nó dễ các bác. Đây. Đấy, cắt đi nó rất là tiện dụng luôn. Đấy, bác nào mà đi cấy mà bị bùn nó đâm vào móng chân ấy. Đấy, về nhà nó đau nhức, các bác dùng cái khóe này cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái bộ bấm móng Đức như này nha. Đấy. Các bác lên cho em là bộ móng Đức nha. Bộ móng Đức giá sẽ là 100k. Đó. 100k cho con móng Đức như này nha. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là móng Đức, giá sẽ là 100.000. Đó. Móng Đức này. Đấy. Móng Đức 100k này. Đó, 100k cho bộ 3 chiếc như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em cái bộ này thì nó sẽ là bộ ví hồng nha. Cái bộ này là bộ huyền thoại rồi. 60.000 thôi. Bên em bán thì rất là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ là một cái bộ ví màu hồng như này. Đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái ví màu hồng nhá. Bên em gọi nó là ví hồng. 60.000. Con này thì nó cũng có 3 cái bấm móng như cái bấm móng Đức kia. Đấy, 3 cái bấm móng Đức nhá. Đấy, tức là có 3 cái bấm móng như này. Một cái to, một cái nhỡ và một cái bấm khóe này. Một cái kìm cắt da chết này, một cái kéo này, tỉa lông mũi này, một cái nhíp này và cái bộ để các bác nặn mụn rồi vệ sinh. Đấy, vệ sinh lấy dái tai các kiểu, con này điều luôn vệ sinh móng tay, mài rũa. Đó. Giá thì sẽ là 60.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng này, ví hồng. Đấy. Giá sẽ là 60k cho một em ví hồng như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng này. Ví hồng 60k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví xanh này. Ví xanh, con này thì to hơn, đẹp hơn, nhiều chi tiết hơn. Cũng là con này có 100 à? 100. Ví xanh cũng 100k luôn nhá. Lên cho em là ví xanh cũng 100.000 luôn các bạn. Đấy, thì các bác có thể lấy cái bộ ba móng Đức hoặc là cái bộ ví xanh này cũng được, tùy theo. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh. Để combo cho các bác 3 mẫu luôn để các bác tha hồ thoải mái mà lựa chọn các bác nhá. Đấy, đây. Thì nó sẽ là 3 món như này, 3 món như này. Rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Ví xanh nhá. Đấy, ví xanh. Ở đây thì em về theo lô, có lô thì màu xanh, có lô thì màu đen. Đấy, nhưng mà nó chất liệu thứ thì như nhau thôi. Con này thì có tới cho các bác là 4 cái bấm móng luôn. 1, 2, 3, 4 cái bấm móng này. Một cái kìm này. Đấy, rồi các cái đồ nặn mụn tẩy da chết này. Có cả nạo gót chân này. Đấy, đây là cái lưỡi nạo này. Còn đây là cái đầu mài này. Đấy, các bác có thể thay tháo ra để mình mài, nạo. Cũng khá là đẹp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang ưu ái gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đó, 100.000. Đấy, móng Đức cũng là 100.000, ví xanh cũng là 100.000. Còn lại là ví hồng là 60.000. Các bác có nhu cầu mua cái nào thì tùy nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác. Đó. Hello các bác, quay trở lại với shop phạm vấn nhau. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các ma. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh bị trúng đơn, nhận hàng kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái thước rút các bác nhá. Thước này thì bên em lên nó là thước móc khóa, nó sẽ có cho các bác là hai màu. Màu trắng và màu vàng như này. Đấy, màu trắng bạc và màu vàng gold như này nhá, hai màu rất là đẹp luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Chiều dài của nó là 2m và chiều ngang của nó sẽ là 60mm.
tức là nó vào hơn 5 ly một tí các bạn. Đấy. Và con này thì rất là đẹp, nó có thể quấn tròn như này. Thì các bác có thể mua về để mình sử dụng làm thợ, làm nghề, làm vặt khi mà mình cần phải đo nhanh. Các bác đeo vào cái móc khóa này luôn, sau đó thì mình thẩm định, mình đo lấy kích cỡ nó rất là tiện nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá, thước móc khóa. Giá của nó sẽ là 50k một chiếc móc, thước móc khóa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tô vít V10 nhá, V10. Con V10 này là bao nhiêu? Giá sẽ là 130.000 con V10 như này nhá. 2 này, 4 này, 6, 8, 10 đầu tô vít như này nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 10 đầu tô vít to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ, các bác chỉ cần sập vào là mình sử dụng thôi. Đó, sau đó thì mình xoáy này cho em này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều và có xoay 180 độ được luôn nhá. Xoay 180 độ, các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Và dùng thì ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là tới 10 đầu vít như này nhá. Rất tiện luôn. Đó. Thì các bác sử dụng nó rất là thích. Đấy. Giá sẽ là 130k. Lên cho em là V10 nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó, các bác lên cho em là V10 này. V10 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ chốt cửa tự động nhá. Đây nó sẽ là dòng chốt cửa. Các bác cho dùng cho cửa nhà, cửa nhỏ này, cửa tủ này, cửa chuồng trâu, chuồng chó, chuồng mèo các thứ. Các cái cửa nhỏ các bác chỉ cần lắp vào, sau đó thì mình đẩy vào nó sẽ sập nhá. Và khi các bác mở ra thì chỉ cần đẩy này nó sẽ ra luôn. Giá sẽ là 40.000. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy, nó rất là đơn giản, về nhà các bác bắt vít vào cho em, sau đó thì mình sập vào thôi. Đấy, cửa chuồng trâu, chuồng bó, chuồng chó, chuồng gà. Đấy, đây các bác này. Cửa tủ, các cái cánh cửa tủ các thứ rất là tiện này. Đấy, chỉ cần sập vào là nó tự đẩy vào nhá. Khi mở ra thì mình kéo tay ra cho em. Còn khi đóng vào thì mình chỉ cần sập vào là nó tự nó sập lại. Đấy, nó có cái hệ thống lò xo rất là tiện. Giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn học chống cận nhá. Đây nó sẽ là một con đèn học chống cận siêu tiện ích luôn. Và dòng sử dụng bằng pin, công suất của nó sẽ là, con này công suất của nó là 10W này. 10W sử dụng từ 2W đến 10W và sử dụng là dây sạc nhá. Đấy, đây sẽ rất là tiện ích như này nhá. Đấy, các bác về chỉ cần bật này cho em là nó sẽ sáng này. Đây, rất sáng luôn nhá. 10W nhưng mà rất là sáng này. Đấy, nó có sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và con này thì các bác có thể xoay như này. Đấy, gập lên gập xuống nó rất là tiện ích luôn. Mình dùng để làm đèn đọc sách này hoặc là sử dụng đa chức năng luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác một hộp bút ở đây. Đấy, có một cái hộp bút ở đây các nhá. Đấy, các bác chỉ cần đẩy xuống như này thôi. Lắp cho hộp bút này vào rất là tiện luôn. Lên theo là đèn học chống cận nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một em đèn học chống cận như này. Đấy. Lên cho em là đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 100 cành một em. Đấy, 100k cho em đèn học chống cận như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đèn học chống cận này. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k một em, 100.000 một em như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng viên thả bồn cầu như này. Ở đây thì một hộp này của nó thì sẽ bao gồm là một túi này là 10 viên. Thì các bác dùng các bác thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình thôi. Nó rất là tiện luôn. Đó. Mùi thì của nó khá là thơm luôn. Thì các bác thả vào cái bồn cầu thì nó sẽ ra cái nước màu xanh. Đấy thì con này nó rất là nhiều công dụng nhá. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn. Giá sẽ là 15k trên một túi. Lên trên là túi thả bồn cầu. Giá sẽ là 15.000 cho một túi thả bồn cầu như này, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá, tăng đơ 9D. Con này thì giá siêu tốt luôn. Giá chỉ có 95.000 thôi. Hàng này thì nó rất xuất đi khá là nhiều nước luôn này. Anh, Pháp, Mỹ, Ả Rập rồi châu Âu các bác nhá. Đó. Và giá sẽ là 95.000 và dòng này nó sẽ là một cái dòng siêu đa di năng luôn, siêu đa di năng luôn nhá. Đấy. Ở đây thì combo của nó sẽ có cho các bác là một thân máy như này này. Một thân máy này, đấy, một cái chổi vệ sinh này. Đấy, và một cáp sạc này. Đây. Đấy và đây là cái đầu để cạo râu này. Đấy, cạo râu này các bác này. Đấy, cạo rất là khỏe luôn các bác này. Đấy. Râu đứt xiển xoẹt luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Râu đứt xiển xoẹt luôn các bác. Cạo thì rất là thích luôn, râu đứt xiển xoẹt luôn đây này. Đấy, em mở ra này. Râu đứt đầy trong rồi các bác này. Đó. Hệ thống lưỡi kép nhá, mỗi cái này là 6 lưỡi. Mỗi cái này là 6 lưỡi rất tiện luôn. Đó. Thì các bác có thể dùng để mình cạo râu này rồi nó có rất là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đây, thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chức năng nhá, rất nhiều chức năng cho một cái con máy cạo râu như này luôn. Đấy, ở đây nó sẽ có đầu này thì nó sẽ là 3 đầu cho các bác luôn. Tỉa lông mũi này rồi là cắt tóc này.
chấn viêm này rồi massage thứ nhá, đấy, rất là ok cho các bác luôn. Em Phạm Huấn gửi lời chào các bác nhé. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi nhé. Đừng quên cho em xin một nút like nhé. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, đăng ký chia sẻ kênh nhé. Các bác có thể chia sẻ lên Zalo, TikTok, Viber, Facebook để cho nhiều khán giả biết hơn, biết đến em hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng bên em, cũng như là các bác có thể là đăng ký kênh và chia sẻ kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái mic dây hàng của thương hiệu Tomahawa, hàng made in Japan nhá, made in Japan, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, made in Japan cho bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. 230.000 cho con mic như này. Đấy. 230.000 cho một con mic dây như này. Dây dài khoảng từ 4 đến 5 mét, hàng made in Japan, dây siêu mềm luôn. Dây lõi đồng siêu mềm nhá. Tất cả các đầu kết nối của nó đều rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Tiếng mic nha hay trầm ấm nhá. Lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật giá sẽ là 230.000. Thêm hôm nọ nhớ. Lên mã giúp cho em đó là mic dây Nhật nhá. Mic dây Nhật này. Mic dây Nhật giá sẽ là 230.000. 230k và bao ship nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là mic dây của Mỹ nhá. Mic dây của Mỹ như này. Đấy. Hàng cũng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Nguyên cái khâu đóng hộp của nó đã chất lượng rồi. Hàng của thương hiệu JBL nhé. JBL. Đó. Các bác xem kênh thì đừng tiếc em một nút like nhé. Các bác nhấn like giúp cho em. Nhấn like giúp cho em và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Đấy. Các bác thấy cái mặt hàng em bán hay, chất lượng và ý nghĩa thì đừng quên cho em xin like nhé. Xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó. Đây các bác lắp vào cho em này. Lắp vào cho em. Theo đúng cái phần khuyết này các bác lắp vào cho em này. Đó. Con này thì cực kỳ chất luôn. Đó. Thân của nó đều là bằng thép hết nhá. Thân bằng thép hết. Dây thì cũng giống dây của thằng mic Nhật thôi. Đấy, cũng dài khoảng từ 4 đến 5 mét và cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá, made in USA này, thương hiệu JBL. Chất mic thì cực kỳ là hay luôn. Hay trầm ấm nhá. Hàng nguyên cái hộp đóng gói của nó đã xịn sò rồi. Lên mã giúp cho em đó là mic dây của Mỹ nhá, mic dây của Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000 thôi các bác nhá, 280.000. Và bên em cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em là mic dây Mỹ này, đó, mic dây Mỹ, giá sẽ là 280k nhá, 280.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái quạt tích điện nhá, quạt tích điện xanh. Con này giá sẽ là 55.000 thôi, cực kỳ hạt rẻ luôn. Nhà bác nào cũng nên mua 1 đến 2 cái. Đấy, nhà có người già trẻ con mua 1 2 cái. Con này thì thời gian chạy của nó sẽ là từ 3 đến 5 tiếng tùy theo độ sạc pin nhá. Nó sẽ có sẵn pin bên trong luôn. Các bác chỉ cần bật cho em là xong. Nó sẽ có 3 cấp độ gió nhá. 1 2 3 cấp độ gió tất cả. Đây, có 3 cấp độ gió 3 số này các bác này. Đó. Nói chung là độ mát của nó thì bằng pin thì nó vừa phải thôi. Con này thì nó linh hoạt nhá, có thể kéo cao khoảng tầm 40cm và cũng có thể gấp gọn như này. Đấy, các bác có thể để trên bàn làm việc này, mang đi học, đi du lịch, đi làm, đi chơi đều ok hết nhá. Ưu điểm của nó là chạy bằng pin. Đó, cho nên nó rất tiện ích và có cáp sạc đi kèm. Có cáp sạc đi kèm cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 55k nhá. Quạt xanh tích điện nhá. Quạt xanh, tên cho em là quạt xanh nhá. Quạt xanh đúng không? 55k cho một con quạt xanh tích điện như này. 55.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con thổi bụi chạy bằng điện nhá. Con này giá sẽ là 260.000. Đấy, vừa hút vừa thổi luôn. Công suất của nó thì cực kỳ là khỏe luôn. Vừa hút vừa thổi nhá. Nhà bác nào hay có lá lẩu này, hoặc là làm thợ làm nghề, hoặc là các bác mua để dọn sân vườn cũng rất là ok luôn. Đấy, công suất của nó rất là khỏe. Thì giá sẽ là 260k nhá. Lên cho em là thổi bụi điện nhá, hút thổi bụi điện 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm đun nước nhá. Ấm đun nước. Con này thì dung tích của nó sẽ là, hàng này thì xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít nhá, 3,5 lít. Con này thì nó sẽ là đun được hết các loại bếp luôn nhá, đun được hết các loại bếp luôn. Đây, lẫy của nó đây các bác này. Đấy, các bác mở cái lẫy này ra cho em này. Đấy, hàng của hãng thì các bác biết rồi, hàng của hãng thì các bác biết rồi, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, hàng cực kỳ chất lượng nhá. Đấy, ấm của Đức, hàng của thương hiệu Kaisavilla này, Kaisavilla hàng của Đức này. Nắp của nó đây các bác này. Đấy, giá thì các bác lên cho em là cười. Các bác lên cho em là ấm đun nước nhá. Bao nhiêu đây? Ấm đun nước à? Ấm đun nước nhá. Bếp từ bếp trước các thứ đun được hết 430k.
Đây, nó đun được 1 2 3 4 5 6 loại bếp luôn nhá. 6 loại bếp luôn. 1 2 3 4 5 6 loại bếp, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen, bếp ga. Đấy. Lẫy của nó này, rất chất luôn nhá. Các bác mà rót nước vào, các bác mà ngại mở cái nắp này ấy, thì các bác cho trực tiếp vào vòi này chị em. Vòi này nó rất là to. Đấy, nó phải vào khoảng là đường kính là khoảng là 3 cm nhá. Đấy thì các bác nhả trực tiếp vào vòi này cũng được. Hoặc là các bác mở nắp này, nắp cũng rất là chất luôn. Hàng bằng inox 304 nhá. Dùng con này đun cũng rất là nhanh. Nhà có khách mà các bác ngại cắm ấm siêu tốc thì các bác chỉ cần bật bếp từ lên đặt vào cho em là xong. Đấy, lên cho em là ấm đun nước, giá sẽ là 430.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là một cái bộ dao sói đây. Bộ dao sói đây là một cái bộ dao giá sinh viên. Hàng của Nhật nhưng mà giá rất là sinh viên. Bộ này của nó hàng của Nhật nhá, Japan đây. Bộ sẽ bao gồm cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là bộ dao sói đúng không? Bộ dao sói nhá, giá sẽ là 100.000. Đợt này về cho các bác giá còn tốt hơn nữa luôn. Giá chỉ còn cho các bác là 80.000 cho một cái bộ dao sói như này. Bao gồm cho các bác là 3 dao, một cái nạo và một cái gắp bát đĩa này, gắp bát đĩa. Đấy, thì cái này nó là khi mà các bác đồ nóng hay là các bác đưa vào kẹp bát kẹp đĩa vào đây. Đấy thì nó rất là tiện nhá. Đây thì em sẽ mô phỏng cái gắp bát đĩa này cho các bác xem. Đây nhá, ví dụ như đây là một cái cân này, một cái cân và nó cũng là như cái miệng đĩa, các bác đưa vào các bác gắp lên này. Đấy, gắp lên này cho em này. Đấy. Gắp lên như này. Đấy, hoặc các bác có thể kẹp lên như này. Nó sẽ có mấy cái lẫy này cơ. Thì các bác dùng cái lẫy này được. Đấy, nó rất là tiện nhá. Cái này nó hơi nặng thì nó mỏng nên nó khó kẹp thôi, chứ còn bình thường nếu các bác dùng nó cũng rất là dễ dùng thôi. Đó đây. Ví dụ như cái này, đấy các bác đưa vào đây. Đưa vào mình kẹp lên cho em. Đấy, kẹp lên cho em. Nó rất là nhiều cách để mình kẹp nhá. Các bác có thể kẹp ngược hoặc kẹp xuôi như này, tùy theo nhá. Đấy, để kẹp cái này thì đây, đấy nó sẽ là kẹp như này các bác này. Đấy, đây ví dụ đây là cái đĩa này. Đấy hoặc cái bát này, các bác kẹp này cho em. Đó. Đấy, chức năng của con này là như thế các bác nhá. Thì giá sẽ là 80k thôi. Lên cho em là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 80k. Đấy, bộ dao sói này. Bộ dao sói. Bộ dao sói giá sẽ là 80k nhá. Dao giá sinh viên luôn, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên giặt xả nhá. Viên giặt xả và tẩy luôn, tẩy giặt xả 5 trong 1 như này nhá, 5 trong 1 như này. Đấy. Đây. Giặt xả này, tẩy trắng này rồi lưu hương thơm này, 5 trong 1 luôn. Giá sẽ là hả? 55.000 thôi. 55.000 cho một hộp như này, một hộp này của nó là lên tới tầm hình như tầm 40 gói luôn. 40 gói tức là giặt được 40 lần nhá. Đấy, lên cho em là viên giặt xả 5 trong 1, giá sẽ là 55k cho một bịch như này. 55.000 mà được 40 viên. 40 viên và mỗi lần giặt thì lượng quần áo của nó sẽ là được khoảng từ trên dưới 3 đến 5 cân nhá, 3 đến 5 cân. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Giặt vừa sạch vừa thơm vừa tiện luôn nhá, vừa sạch vừa thơm vừa tiện. Giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã đó là cái đất sét dẻo nhá, đất sét dẻo đấy, xi măng dẻo đó, giá sẽ là 20.000 một gói xi măng dẻo như này nhá. Xi măng dẻo 20.000 một gói, 20k cho một gói xi măng dẻo như này. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Một gói này của nó thì nó sẽ trong lòng bàn tay như này các bạn, trong lòng bàn tay như này. Thì về nhà các bác sẽ đấy. Keo xi măng bị lỗ hổng này. Cái hay ở đây là lỗ hình dạng như nào cũng bình được hết. Trước khi sử dụng nó mềm như đất sét, sau khi khô là chắc như xi măng. Cục keo này chống thấm nước, ngăn côn trùng, kiến gián chuột chui vào nhà. Bịt cái lỗ ống nước thải bị hở thì hết mùi hôi luôn. Bác nào cần thì bấm vào giỏ hàng màu vàng bên trái cho em. Và đây cũng là ca pháp sư Trung Hoa lại nghĩ ra cái cục keo xi măng để bị lỗ hổng này. Cái hay ở đây là lỗ hình dạng như nào cũng bình được hết. Trước khi sử dụng nó mềm như đất sét, sau khi khô là chắc như xi măng. Cục keo này chống thấm nước, ngăn côn trùng, kiến gián chuột chui vào nhà. Bịt cái lỗ ống nước thải bị hở thì hết mùi hôi luôn. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá chỉ 20k thôi. Lên cho em là xi măng dẻo nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước rút này, thước rút, thước móc khóa nhá, dài là 2m, dài là 2m như này. Có lò xo giật rất là tốt luôn và dòng này của nó sẽ là dòng xoắn nhá. Dòng xoắn cực đại được luôn. Đấy, rất là tiện, các bác không sợ bị gãy này. Đấy, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là thước móc khóa, giá thì sẽ là 50k nhá. Sẽ có cho các bác là màu vàng gold rất là đẹp luôn. Thước móc khóa 50.000. Đấy, màu vàng có hai màu vàng và màu đồng như này. Nói chung là cái này thì cũng không quan trọng màu đâu. Màu vàng màu đồng như này nhá. Đấy, màu vàng màu đồng như này. Giá sẽ là 50k một chiếc thước móc khóa nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cút nối nhá. Cút nối à? Cút nối điện này. 10.000 một cái nhá. Đấy, các bác chỉ cần là ật cái này lên cho em, sau đó thì đút hai cái dây điện vào đây, sau đó thì mình ật xuống cho em là xong. 75.000 một chục và giá lẻ sẽ là 10.000 một chiếc nhá. 10.000 một chiếc. Đó.
75.000 một chục, 10.000 một cái các bạn. Đấy, 75.000 một chục, 10.000 một cái cho em. Đó. Cút nối điện rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, nó là cái con đèn sông tinh dầu đuổi muỗi, giá sẽ là 120.000. Đấy, combo cho bác là 4 lọ sông tinh dầu và một con đèn như này. Một con đèn như này thì các bác về các bác xoáy cái nắp trắng này ra này. Đấy, sau đó thì xoáy cái lọ sông tinh dầu này vào cho em. Đấy, sau đó thì mình cắm vào. Diệt đuổi muỗi rất là tốt luôn. Giá sẽ là 120k nhá, 120k. Đèn sông tinh dầu đuổi muỗi combo cho các bác luôn, một đèn và 4 lọ tinh dầu, có công tắc như này, rất là tiện. Các bác cứ bật cho em những ngày đầu thì các bác bật cho em khoảng 3 ngày liên tục, còn những ngày sau thì cứ từ 4 giờ chiều là các bác bật cho em đến đi lúc nào đi ngủ mình tắt đi. Mua combo cho các bác 120.000 như này dùng cho em cả năm luôn. Đấy, mỗi lọ này dùng cho em là 3 tháng, 4 lọ là dùng 1 năm. Ngày nào cũng bật cho em đều, muỗi hết sạch luôn, nhà không còn một con muỗi nào luôn nhá. Đấy, lên cho em là đèn sông tinh dầu muỗi 120k, rất rẻ luôn. Các bác mua như này là tính ra là vào 30.000 một lọ tinh dầu, không mất tiền đèn. Đấy, hàng thì hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn nhá, chất lượng cho bác luôn. Đó. Yên tâm cho người già, trẻ em nhá. Đấy, diệt các loại muỗi luôn, các loại muỗi luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái này nó là cái tựa lưng nhá, tựa lưng. Giá sẽ là 50.000 à. 50k cho một cái bộ tựa lưng như này, 50k thôi. Con này thì chuyên trị cho các bác bị đau mỏi xương khớp, đau mỏi đốt sống lưng, đốt sống cổ. Cái này nó là dòng công thái học nhá. Đấy, công thái học, cho nên là khi các bác sử dụng thì nó khá là tốt luôn, khá là tốt và tiện ích luôn. Đây, combo sẽ bao gồm cho các bác là một cái đế như này và một cái này. Thì các bác có thể cho là 1, 2, 3, 4 cấp độ thì các bác có cho từ cho em là từ nhỏ đến lớn. Đấy, sau đó thì các bác nằm lên cho em nhá, nằm lên cho em. Đó, giá chỉ có 50 cành thôi. Chuyên trị đau mỏi xương khớp này, giúp cho các bác là cột sống, đốt sống lưng, đốt sống cổ nó sẽ linh hoạt hơn. Đây, chuyên trị đau mỏi, giúp cho các bác là đốt sống lưng, đốt sống cổ nó sẽ rất là linh hoạt nhá. Đấy, rất là linh hoạt luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành mà các bác đi mổ xương, mổ khớp là mất 150 triệu đến 500 triệu nhá. Đấy, đốt sống lưng, đốt sống cổ bây giờ đi mổ là rất mất rất nhiều tiền, động đến xương khớp là mất rất nhiều tiền nhá. Cho nên là các bác nên sử dụng cái này là cái gì? Cái gì lưng nhỉ? Tựa lưng nhá, tựa lưng cho em. Giá sẽ là 50.000. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Đấy, các bác đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Thì các bác xem kênh mà yêu quý em nhá. Yêu quý em thì cho em xin một nút like. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like nhá. Đấy, nút like và một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Rồi, chào tạm biệt các bác. Hello các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé, cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng thì từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi, cho nên là các bác cứ yên tâm mua từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship các bác nhá. Đấy, bên shop về cho bác một cái mẫu, đó là cái chổi lau nhà, các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em là thùng lau nhà nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 250.000. Đấy, hàng này về dày dẫn chắc chắn hơn, hàng của công ty, dày dẫn chắc chắn lắm các bạn. Đấy, có thể đẩy đi đẩy lại như này và có quai sách như này nhá. 250.000 là bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em đó là thùng lau nhà nhá, thùng lau nhà giá của nó sẽ là 250k, 250.000. đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây khi các bác nhận hàng thì các bác sẽ được nhận được hai cái miếng lau như này nhá, hai miếng lau, một cái miếng lau bông mịn như này và một cái miếng lau siêu thấm nước như này các bác này. Đấy. Tiếp theo là cái phần lắp này. Lắp ráp thì các bác cứ lắp vào như bình thường thôi. Nói chung là cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Lắp ráp cái này thì ai cũng biết lắp rồi. Đấy, ai cũng biết lắp rồi, nó rất là đơn giản, nó không có cái gì là phức tạp cả. Đấy, đây là cái bộ lắp của nó này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là từ 2 m chiều dài của nó thì khoảng từ 1 m 3 đến 1 m tầm 1m3 đến 1m1 đến 1m3 thì đấy các bác nhá. Đấy, các bác lắp cái này vào đây cho em. Cái này thì các bác xả ra này. Đấy. Đây thì nó sẽ dài như này, con này là khá dài luôn. Nó sẽ là tầm khoảng 1m tầm khoảng 1m 2m3 rồi. Đấy, các bác lắp cái này vào cho em. Đó. Và mình ấn cái này lên này. Sau đó thì mình lắp thêm cái này vào này. Đấy, lắp cái này vào. Đó. Thì lưu ý các bác mà muốn vắt nó dễ vắt thì nó phải có xà bông. Đấy, nó phải có xà bông nhá. Đấy, đây các bác ấn cái này vào cho em, ấn cái này vào cho em là xong. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 thôi, à 200 xin lỗi các bác là 200
50.000 đây. Khi các bác lau thì các bác vắt thì các bác xả cái này xuống cho em này. Đấy, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác nhé. Vắt rất là ngon luôn, các bác theo. Đây. Đấy, vắt rất là ngon luôn. Đó, đây. Vắt rất là ngon luôn các bác theo. Con này dùng cực kỳ là đã luôn, hàng dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành luôn. Lại được tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa. Tặng kèm thêm một cái miếng bông nữa các bác này. Rất ngon lành luôn các bác nhá. Đó. Các bác cho nước, cho xà bông các kiểu đã con là điều vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhá, thùng lau nhà. Giá sẽ là 250.000. Hàng lô này về thì nó khá là dày dẫn chắc chắn nên là cái giá nó sẽ cao hơn một chút các bác nhá. Và nó cũng rất là gọn gàng luôn, rất gọn gàng các bạn. Đấy, rất gọn. Em có thể tháo ra để hết vào trong này được, rất là ok cho các bác nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. Đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đây, rất gọn gàng các bạn. Đấy, 250.000. Bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái mã hàng mới tiếp tục của shop đó là súng bắn keo nến nhá, súng bắn keo nến như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là sử dụng điện 220V, điện 220V. Đấy, từ 100 đến 240V, công suất của nó sẽ là 20W nhá. 20W như này. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác một cái lẫy này. Có một cái lẫy này các bác này. Đấy. Có cái lẫy này để các bác lắp vào đây để mình để nhá. Đấy, để mình để như này. Đấy, mình để như này. Đó, nó rất tiện ích luôn nhá. Đó. Thì dây cáp của nó đây. Con này thì sử dụng 20W và điện từ 100 đến 240V. Nên là các bác dùng điện nào cũng ok thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng keo nến nhá. Súng keo nến. Giá sẽ là 40.000 cho một cái súng keo nến như này thôi. Giá chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em là súng bắn keo nến. Giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là súng bắn keo nến này. Giá sẽ là 40k. 40k cho một cái súng keo nến như này. Giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm mới đó là cái mic không dây nhá. Đấy, mic karaoke không dây. Đấy, các bác lên cho em là mic karaoke không dây. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 90.000 cho con mic karaoke không dây này thôi. Nó sẽ có sẵn pin cho các bác rồi, các bác chỉ cần là bật lên cho em này. Đấy, bật lên là mình có thể sử dụng được rồi các bác nhá. Đấy, có nút nguồn ở đây này. Các bác bật nguồn lên. Đó, bật nguồn lên là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nha. Thì các bác có thể mang đi để đi du lịch, để đi chơi này, hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, alo. Đó, thì cái chất âm của nó rất là hay, đầm ấm và vang. Thì các bác có thể bắt Bluetooth vào đây. Thì mình vừa là nghe nhạc cũng được, vừa nghe nhạc hoặc là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là hay luôn. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, alo, alo. Đó, nó cũng khá là to luôn nhá. Đấy, có tăng giảm âm lượng ở đây này. Alo, alo, đó. Đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Đó. Alo, 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 1, 2, 3, 4, alo. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một con mic như này. Thì con này các bác có thể cắm thẻ nhớ để nghe nhạc này, cắm loa jack 3.5 này, cắm USB này. Nói chung là hàng đa chức năng luôn, đa chức năng cho các bác luôn. Vừa là loa Bluetooth, vừa là để nghe nhạc này. Nói chung là đa di năng luôn nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là đi 90k thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đấy, cái này là các bác tắt nguồn đi cho em. Đây, giữ lì cái nút nguồn này cho nó tắt đi cho em này. Đấy. Tắt đi cho em. Đó. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em đó là mic karaoke không dây nhá. Đó, mic karaoke không dây. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một con mic karaoke không dây như này. Giá sẽ là 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các mã sản phẩm đó là cái con máy tăng đơ của thương hiệu Philips nhá. Đấy, tăng đơ cắt tóc, hàng của Philips chính hãng luôn. Giá sẽ là 170k nhá. 170k. Đấy. Lên mã cho em là tăng đơ Philips, giá sẽ là 170.000. Hàng của hãng cực kỳ chất cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là combo là một tăng đơ này, một bộ cữ này, một bộ cữ là bao gồm là 4 cữ này, một bộ bao gồm 4 cữ. Tức là các bác có thể lắp đảo chiều đi, bên này thì sẽ là 12, bên này là 6 này. Đấy, và bên này là 6 và 3 này. Đấy, nôm na nó là hai chiều khác nhau. Đấy, một cái củ sạc cực kỳ khủng luôn. Hàng của hãng nặng trịch luôn nhá. Đó, hàng Philips chính hãng.
rất nặng luôn. Và nhân vật chính của chúng ta đó là em máy đây. Đấy, một em máy như này, hàng của thương hiệu Philips này, dùng thì cực kỳ là ngon luôn. Ưu điểm của dòng này thì pin trâu, dùng bền, chắc chắn và chạy rất là đầm các bạn, chạy rất là đầm và không ăn da nhé, không ăn da. Đây các bạn này, đấy, không ăn da. Thì các bác dùng cho người già trẻ em rất là ok luôn. Đó, người già trẻ em rất là ok. Đây là cái cữ của nó này, cữ này thì các bác chỉ cần là đẩy cái cữ này vào cho em là xong này. Đó, đây. Đây nó sẽ có cái phần để các bác lắp đi. Đấy, về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp cái cữ vào cho em. Đấy, lắp vào đây. Lắp vào đâu đấy cho nó phù hợp nhá. Đây. Đây nó sẽ có cái phần đẩy đấy, các bác ấn vào đây cho em này. Đấy. Ấn vào đây là nó sẽ đẩy cái cữ này vào này. Đấy, nó có cái đây nó có cái cá ở đây. Đây nó có hai cái cá này các bác này. Đấy. Thế này thì đấy, về nhà các bác ngâm cứu các bác lắp vào cho em. Đấy, đây. Cái cá này của nó thì khá là chặt nhé, cho nên khi các bác nhét thì căng tay một chút hoặc là các bác đẩy cái này ra này. Đấy. Đẩy cái này ra căng tay một chút cho em thì nó mới vào được. Đây nó có hai cái cá đây, các bác chỉ cần lắp vào cho em theo đúng cái cá này là xong. Đó, nó khá là chặt đấy, khá là chặt thì các bác đặt một bên vào trước này, sau đó thì bên này các bác nhấn mạnh vào cho em, nhấn mạnh vào cho nó ăn vào cái cá này. Đấy, thì nó mới ăn các bác này. Đấy. Và nó sẽ các bác cắt bình thường như này. Đấy, cắt bình thường như này. Còn khi nào các bác muốn đổi cữ thì nó sẽ là 612 đây, 612 đây. Đấy thì các bác lại đảo chiều đi cho em. Đấy, một bên là 612, một bên là 69 này. Đấy, nôm na nó là như thế thì các bác cứ đảo chiều đi. Đấy, vào cho em. Hàng của thương hiệu Philips này, chính hãng luôn nhá. Chính hãng luôn, rất là ngon. Giá sẽ là 170.000. Lên mã giúp cho em đó là Thunder Philips nhá, Thunder Philips. Giá sẽ là 170.000. 170k cho một cái bộ Thunder Philips như này, 170k. Combo đầy đủ cho bác luôn. Đấy, Thunder cáp sạc rồi dầu tra, dầu giếc rồi cữ kiếc đầy đủ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái súng các bác lên mã giúp cho em đó là súng rửa xe nhá, súng rửa xe 150.000. Đấy, bên em bán là chỉ có nguyên súng này thôi nhá, chứ không có dây dợ gì đâu. Nhiều bác lại hiểu lầm, lại tưởng là có dây dợ gì thì không có đâu nhá. Các bác xem kỹ cho em. Đấy, và cái đây là những cái đầu để các bác điều chỉnh nước này. Đấy, xoáy ở đây. Lên cho em là súng rửa xe nhá. Giá sẽ là 150.000 cho một con súng rửa xe như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đầy đủ các cái đầu để lẫy lắp các cứ đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là súng rửa xe. Giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kẹo chuột nhá, kẹo chuột. Thì con này bên shop bán cho các bác với giá đó là 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đấy, con này thì chuột nó ăn vào là nó sẽ rủ cả đàn lên ăn và chết cả đàn luôn. Đó, lên theo là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột giá sẽ là 30.000 một hộp này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tựa lưng này, tựa lưng. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con tựa lưng như này. Thì khi các bác tựa vào thì nó sẽ giúp cho các bác là chống đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Đây, nó sẽ có cho các bác là một cái tờ giấy hướng dẫn này các bác này. Đấy. Đây là cái tờ giấy hướng dẫn này. Đấy. Về nhà thì các bác lắp lên cho em, sau đó thì mình có thể là tựa lưng này, nằm này. Đấy, nằm ngồi quỳ tựa như này. Đấy, giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ thông minh này. Đấy, đồng hồ thông minh. Các bác lên cho em là đồng hồ T8 nhá. Con này thì nó giúp cho các bác khá là nhiều chức năng luôn. Đấy. Đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ, nói chung là đầy đủ nhá. Đo nhịp tim, đo huyết áp, xem giờ luôn. Giá sẽ là thân của nó thì bằng thép hết nhá. Giá thì sẽ là 170.000, 170.000. Tiếp theo thì đồng hồ LED này. Đồng hồ LED này thì giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho cái đồng hồ LED đúng như trên hình như này luôn. Đây. Đấy, 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đây. Đấy, con này thì giá sẽ là 140k nhá, 140.000. Số nó hiển thị như trên hình như này nhá. Về nhà các bác cắm cái cáp này vào xem. Đây nó có cái cáp này. Các bác cắm vào cái USB nhà mình ấy nhá. Đấy. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con máy vít chạy bằng pin nhá, máy vít chạy bằng pin này. Đấy. Con này thì giá cực tốt cho bác luôn. Đợt này về cho bác giá chỉ còn cho các bác là đi đây. Đấy. Con này thì em đang bán 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k thôi. 100k cho con máy vít chạy bằng pin như này các bác này. Đấy, 100.000. Đây. Đấy, dùng rất là ngon luôn các bác. Đấy. Đấy, thấy không? Đấy. Chạy rất là khỏe. Rất khỏe luôn các bạn. Đấy. Chạy rất khỏe luôn. Giá thì sẽ là
100.000 cho con máy vít chạy pin như này nha, 100.000 thôi. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp gen co nhiệt này, một hộp này 328 đầu, giá thì sẽ về cho bác giá tốt hơn một chút, 40.000 nhá, 40.000 cho một hộp gen co nhiệt như này thôi, 40.000 đó, giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn, 40k. Tiếp theo thì nó sẽ là cái thuốc dán nhá. Đấy, thuốc diệt kiến dán này, thuốc diệt kiến dán như này. Đấy, thì cái này thì chuyên về dán nhá. Đấy, nó sẽ là dạng viên như này, dạng viên như này các bác này. Viên này thì về nhà các bác bỏ vào trong cái khu vực như là đây, viên của nó đây, các bác bỏ vào trong khu vực như là tủ bếp này, rồi quần áo các thứ là nó sẽ diệt được hết luôn, kiến mẹ dán mẹ dán con, rồi là dán tổ đi hết luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một hộp như này, 12 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái môi xúc đá nhá. Cái này thì hàng bằng inox 304 này, rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để vào bát này, mình xúc đá này, hoặc là xúc gạo này, xúc thực phẩm, thức ăn này, rồi đỗ lạc này, nói chung là đa di năng luôn. Nhưng mà bên em gọi nó sẽ là môi xúc đá nhá, môi xúc đá. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một con môi xúc đá như này. Đấy, lên cho em là môi xúc đá, môi xúc đá nhá. Đấy, xúc đá lạnh ấy, môi xúc đá lạnh ấy. Đấy, đá viên ấy. Giá sẽ là 50.000, có quai đeo đàng hoàng. Chiều dài của nó thì vào khoảng 20cm nhá, dài khoảng 20cm. Phần ngang của nó thì vào khoảng là 8cm, và phần cái môi này của nó thì vào khoảng là 10cm nhá. Rất là xinh luôn, rất xinh. Các bác có thể dùng để xúc đá này, đỗ này, lạc này, gạo này, nói chung là đa di năng, xúc cái gì cũng được, nó rất là tiện. Và xúc xong mình đổ ra này nó rất là trơn nhá. Đấy, lên theo là môi xúc đá, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ đo vôn nhá, đồng hồ đo vôn. Đấy, cầm cho anh cái đồng hồ to ra đây. Đấy, thì con này các bác dùng để mình đo vôn, rồi đo ampere kế, các thứ rất là ok luôn. Đấy, các bác cắm vào đây cho em, cắm vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bật lên mình có thể đo. Đấy, đo vôn, đo ampere kế. Thì bên shop có hai mẫu nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là đồng hồ này, thì các bác lên cho em là đồng hồ đo vôn kế. Giá thì nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một con đồng hồ đo vôn kế như này. Đồng hồ đo vôn kế như này sẽ là 90.000. Ngoài ra thì có một cái mẫu loại to, con này thì nó sẽ có cả kìm luôn, có cả kìm như này. 230.000 bên em bao ship đến tận nhà. Con này nó cũng chạy bằng pin và nó sẽ có kìm, rồi dây đo các thứ đầy đủ luôn. Con này thì giá nó sẽ cao hơn một chút là 230.000. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào cho em, và nó có cả kìm kẹp dòng luôn. Thì các bác lên cho em là đồng hồ kìm nhá, đồng hồ kìm kẹp dòng, giá sẽ là 230.000 cho con đồng hồ kìm kẹp dòng như này. Đấy, 230.000, con này là 230k nhá. Còn con này thì giá sẽ là 90.000 cho một con đồng hồ vôn kế như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ vôn kế nhá, đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90k đó. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ vôn kế nhá, đồng hồ vôn kế này, đồng hồ vôn kế, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho con đồng hồ vôn kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp này. Con này giá chỉ có bao nhiêu nhỉ, 40.000 cái vòng vàng điều hòa huyết áp này thôi, giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, đây nó sẽ là một cái vòng vừa là trang sức cho các bác điều hòa huyết áp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái vỉ bàn chải của Nhật. Con này thì chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, chảy máu chân răng. Giá thì sẽ là giá tri ân khách hàng 25k cho một vỉ, bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái, tính ra vào hơn 4.000 cho một chiếc bàn chải. Mà hàng của Nhật mà chuyên trị chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Thế nên các bác nào mà chuyên đau lợi, viêm lợi thì dùng con này cho em. Giá là 25.000. Tiếp theo là một mã tri ân nữa, đó là nước hoa khách sạn này. Một lọ nước hoa như này, giá chỉ có 30 cành thôi. Các bác về các bác để vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Nó sẽ có cho các bác cái bấc như này, những cái bấc như này. Các bác cắm vào cho em, cắm vào để nó dẫn hương thơm lên. Đó. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn. Giá thì chỉ có 30 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này, 30.000 một lọ này. Các bác mua cho em là từ 3-5 lọ mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet luôn. Đèn cúc áo này, giá thanh lý cho các bác cực kỳ hạt rẻ luôn. Một con đèn cúc áo như này
Giá thanh lý cho các bác chỉ có là 30.000 thôi. 30.000 những con đèn cúc áo như này. Hàng siêu sáng luôn. Sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy, vừa các bác có thể treo vào móc khóa này. Treo vào móc khóa cho em. Đấy, rất sáng luôn, sáng trắng luôn. Vừa treo móc khóa, vừa có chức năng khui bia này, vừa có cáp sạc, vừa có nam châm hít này. Nói chung là đa di năng luôn. Con này thì bên em bán gọi là bán tri ân thôi chứ còn không có lãi lờ gì đâu nhá. Đèn mọc, đèn cúc áo giá sẽ là 30.000. Tiếp theo nữa đó là cái đèn 4 cánh như này. Đấy, một cái bóng đèn 4 cánh mini như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40.000 thôi, 40k nhá. Bóng đèn 4 cánh mini giá sẽ là 40k. Hàng siêu sáng luôn. Công suất của nó là 28W nhá. 28W mà cảm giác phải sáng như kiểu là 560W luôn. Cảm giác phải sáng như kiểu 560W luôn, rất sáng. 40.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái hũ tăm này. Đấy, hũ tăm. Rất đẹp luôn các bạn. Đấy, các bác lên cho em đó là hũ tăm bầu nhá, hũ tăm bầu. Đấy, nó sẽ là hình quả bầu quả bí như này. Đấy. Hình quả bầu quả bí này rất là đẹp luôn. Đó, hũ tam bầu. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đồng và màu màu đồng và màu vàng như này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn. Đấy, màu đồng và màu vàng rất đẹp như này các bạn này. Đấy, lên cho em là hũ tam bầu nhá, hũ tam bầu. Đấy, màu đồng và màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, các bác chỉ cần nhấn như này là tam nó sẽ lên này. Nhấn này tam sẽ lên, rồi các bác lại thả ra là nó sẽ xuống. Đấy, các bác dập xuống như này. Lên cho em là hũ tam bầu nhá. Giá thì sẽ là ba lên cho em đó là hũ tam bầu nhá. Hũ tam bầu này. Đấy, hũ tam bầu giá thì chỉ có cho các bác là đi 120 canh thôi. 120.000 cho cái hũ tam bầu như này. Đấy, nó sẽ có hai màu. Đấy, các bác lên cho em là tam bầu vàng và tam bầu đồng nhá. Tam bầu vàng và tam bầu đồng. Giá sẽ là 120.000 một chiếc, 120.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm đó là một cái con một cái con đồng hồ như này. Đây, một con đồng hồ rất là đẹp như này các bạn. Đồng hồ mini, nhỏ gọn rất là đẹp luôn. Con này thì đường kính của nó thì vào khoảng là 20cm thôi, nhưng mà nó rất là đẹp các bạn, rất đẹp, rất nhỏ gọn. Đưa cho anh quả pin nào. Cái này bên em bán là không có pin đâu nhá, không có pin. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em. Đấy, con này khá đẹp. Khá là xinh luôn các bác nhá. Màu sắc kiểu dáng cũng rất là xinh luôn. Và bên em bán thì không có pin đâu. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy. Tự lắp pin vào cho em nhé. Các bác lắp pin các thứ thì lắp pin đúng chiều cho em. Và đồng hồ này nó là đồng hồ trôi nhá. Đồng hồ trôi cho nên các bác dùng nó rất là sướng. Không sợ ban đêm nó ra tiếng động các thứ. Các bác có thể treo ở phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách. Nói chung là rất là đẹp. Bằng nhựa thôi. Bằng nhựa và nó là kính. Đấy, kính BK. Kính BK như này. Rất đẹp các bạn. Đẹp lắm. Đây. 20cm nhá. Nhỏ 20cm thôi. Cũng lúc các bác lại bảo là sao lại bé thế nhá. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Giá rất ưu đãi các bác nhá. Một cái con đồng hồ đẹp như này mà giá chỉ có 75k thôi. 75.000. Đó. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tường nhá. Đồng hồ treo tường. Đấy. Đường kính của nó là 20cm, giá sẽ là 75k. 75k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ treo tường này. Đồng hồ treo tường. Giá của nó sẽ là 75k. Đó. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này. Đấy, và nó là thuộc dạng là đồng hồ kim trôi nhá. Đồng hồ kim trôi cho nên là các bác dùng nó rất là thích. Đấy các bác theo. Đây. Đồng hồ kim trôi như này. Dùng rất là sướng luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Giá này bên em bán là không có kèm pin đâu nhá. Hàng thì hàng rẻ nhưng mà chất lượng thì cực kỳ tốt luôn và rất chắc chắn. Bên em đang bán một cái máy đồng hồ không như này đã là 40.000 rồi. Đấy, thế mà một con đồng hồ của hãng như này. Một con đồng hồ của hãng cực kỳ chất lượng như này mà giá cũng chỉ có cho các bác là 75.000 thôi. Lên cho em là đồng hồ treo tường, giá sẽ là 75.000. Rồi ok. Hello, chào các bác nha. Các bác xem kênh và yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái quạt năng lượng mặt trời nhá. Đấy, các bác lên cho em là quạt năng lượng mặt trời. Con này thì nó sẽ có pin tích và nó sẽ dùng là hai chức năng. Một là các bác dùng qua cái đốc sạc này cho em này, qua cái củ sạc này. Hai là các bác dùng qua cái tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, dùng qua cái tấm pin năng lượng mặt trời này thì rất là ok nhá. Thì em sẽ đo cả kích thước cả quạt cả pin cho các bác xem. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 900.000 nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng công ty.
Cho nên là bên em bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm, bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm, các bác yên tâm sử dụng nhá. Đấy, bên trong của nó là cái pin 18650 thì các bác có thể tích điện rất là tốt luôn. Đấy. Con này thì em bảo hành cho các bác là 1 năm và bảo hành cho bác là thời gian mà mát liên tục nhá, thời gian chạy liên tục nhá. Khi mà các bác sạc đầy pin là từ 6 đến 8 tiếng, từ 6 đến 8 tiếng nhá. Thì đầu tiên em sẽ đo kích thước của quạt này. Lồng quạt sẽ là 36 nhá. Lồng quạt là 36 và chiều cao là gần 40. Đấy, và chiều rộng của cánh là 26, chiều rộng của cánh là 26. Đó, rất mát luôn các bác này. Đây, công tắc đây. Đấy, bật lên cho em này. Rất mát luôn nhá. Và con này nó sẽ là dòng có điều chỉnh chiết áp nhá, rất là mát luôn. Đấy, rất mát luôn. Có điều chỉnh chiết áp này. Và cánh của nó sẽ là dòng cánh thép nhá. Dòng cánh thép thì khi các bác dùng nó rất là bền bỉ đấy. Các bác xem em tắt rồi mà cái độ trớn của nó như này thì các bác yên tâm. Dòng của nó là cánh thép như này. Đấy, công tắc này. Ở đây thì sẽ có chân cho các bác là cắm chân sạc này của USB này, hoặc là các bác có thể cắm sạc trực tiếp này. Đấy, đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Tấm pin năng lượng mặt trời đây. Cái tấm pin này của nó thì chiều dài của nó sẽ là 40 nhá. Chiều dài là 40 và chiều ngang là 35. Đấy, chiều dài 40, chiều ngang 35. Đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời. Có bo nhôm như này các bác này. Đấy. Thì các bác cứ cắm trực tiếp vào trong cái phần lỗ pin này cho em này, cắm trực tiếp vào phần lỗ pin này mình sử dụng thôi. Đây, cắm ở đây cho em. Đó, bật lên này. Rất tít luôn các bác nhá. Rất là mát luôn. Đó. Đây, rất mát luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái con sạc này nhá, một cái con sạc này. Đấy, nếu mà khi các bác nhận được hàng nhá, khi các bác nhận được hàng ấy mà ví dụ như con pin năng lượng mặt trời này mà nó hết pin mà các bác muốn test quạt thì các bác cứ cắm trực tiếp con này vào cho em, cắm điện 220 thì các bác sạc cho em nhá. Sạc đầy thì con này các bác sẽ sử dụng cho em trong vòng là từ 6 đến 8 tiếng bảo hành cho bác luôn. Đấy, lưới của nó rất là dày này, lưới dày chắc chắn và đai của nó là hàng đai cao cấp, đai xịn của trên thị trường hiện nay nhá. Đấy, và có thể tùy chỉnh như này. Đấy, có thể tùy chỉnh như này các bác này. Đấy, có thể tùy chỉnh như này thì rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 900.000 các bác nhá, 900.000. Lên mã giúp cho em đó là quạt năng lượng mặt trời. Quạt năng lượng mặt trời giá sẽ là 900k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt năng lượng mặt trời nhá. Quạt năng lượng mặt trời này. Đây. Quạt năng lượng mặt trời. Quạt năng lượng nhá. Đấy, quạt năng lượng. Giá của nó sẽ là 900k nhá. 900k cho con quạt năng lượng mặt trời như này. Quạt năng lượng giá sẽ là 900.000. Đó. Quạt năng lượng tấm pin nhá. Quạt năng lượng tấm pin. Đấy. Tấm pin. Quạt năng lượng có tấm pin đi kèm, giá sẽ là 900k nhá. Đấy, 900k. Quạt năng lượng có tấm pin đi kèm, 900.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm rất hay, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là bên shop về một cái mã rất hay các bác. Đấy, là cái mã này thì các bác lên mã giúp cho em đó là chuông cam nhá. Đấy, chuông cam thì nó có tắt bật ở đây các bác này, có tắt bật ở đây. Đấy. Các bác không dùng nữa thì các bác tắt đi cho em. Đấy, các bác dùng thì các bác bật lên. Lên mã giúp cho em là chuông cam. Cái này thì các bác cứ treo vào móc chìa khóa cho em nhá, treo vào móc chìa khóa cho em. Đấy. Thì khi mà các bác sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là huýt sáo này. Đấy, huýt sáo này là nó sẽ kêu. Đấy, huýt sáo này là nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy, khi huýt sáo nó kêu thì là cái chìa khóa mà các bác để ở đâu thì nó kêu là nó sẽ có tiếng chuông lên và có đèn báo như này là mình sẽ biết các bác này. Đó, các bác thấy không? Rất nhạy luôn nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là chuông cam nhá. Giá thì sẽ là 25.000 trong cái chuông cam như này. Đấy, lên cho em là chuông cam này. Chuông cam, giá của nó sẽ là 25k một chiếc nhá. 25.000 trong cái chuông cam. Đó, thì con này nó có sẵn pin ở trong rồi. Các bác về các bác chỉ cần bật nguồn lên cho em. Đấy, huýt sáo là nó sẽ kêu thôi. Đấy, bật nguồn lên. Đó, bật nguồn lên huýt sáo là nó sẽ kêu đấy. Các bác bật nguồn lên cho em. Đấy, bật nguồn lên xong bấm cái nút này một lần cho đèn nó nháy nhá. Thì các bác huýt sáo là nó sẽ kêu. Đấy, thì cái này nó sẽ là cái công tắc để các bác nhấp lần đầu tiên. Đó. Đấy, rất là nhạy luôn các bác nhá. Đó. Đó. Tắt đi này, bật lên này. Đó. Lên thì em là chuông cam giá sẽ là 25.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái chuông tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu thôi nhá, hộp lưỡi câu. Đấy, một hộp này của nó thì hàng của Nhật này. Một hộp này của nó sẽ là thép trắng không gỉ và một hộp này là hình như là 100 lưỡi các bạn, hình như là 100 lưỡi. Đấy, một hộp này nó vào khoảng là 100 lưỡi gì đấy các bác nhá. Đấy, rất nhiều luôn. 100 lưỡi và kích thước của nó thì nó sẽ là từ lưỡi 3 đến 12. Đấy, từ số 3 đến 12 nhá.
Đấy, hộp 100 lưỡi từ số 3 đến số 12. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k thôi. 15k cho một hộp 100 lưỡi như này. Đấy, 15k cho một hộp 100 lưỡi như này, giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, không đi đâu mà các bác mua được 15.000 cho một hộp 100 lưỡi câu như này đâu. Đấy. Hộp này không biết là, nói chung là em cũng không đếm đâu, thì nó vào khoảng là từ 60 đến 100 lưỡi nôm na là như thế nhá. Không nhiều bác về các bác đếm kỹ quá thì nó khó ra. Lên mã cho em là hộp lưỡi câu giá sẽ là 15.000 thôi. 15.000. Đấy, nó sẽ là từ 60 đến 100 lưỡi nhá, từ 60 đến 100. Đấy, chứ em không có đếm chính xác. Nhiều lúc về các bác thắc mắc nó ngại lắm, tại vì cái giá nó quá rẻ rồi. 15.000 cho một hộp lưỡi câu như này. Đấy, 15.000 các bác nhá. Lên cho em là lưỡi câu. Lưỡi câu giá sẽ là 15k. Đó, lưỡi câu giá sẽ là 15.000 các bác nhá. 15.000 cho hộp từ 60 đến 100 lưỡi. Số kích thước của nó thì sẽ là từ 3 đến 12 luôn. Đấy, từ 3 đến 12 các bác, dân chuyên câu là các bác biết rồi. Tiếp theo thì em về cho các bác sản phẩm đó là cái cần câu nhá. Cần câu đây, ở đây thì nó ghi là 2m7 này. Cần câu 2m7. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Xoáy cái này ra cho em này. Đấy. Dài là 2m7, khá là dài luôn. Nói chung là con cần thì rất là gọn. Khi mà các bác sập vào thì nó vào khoảng là đi 60 phân này các bác này. Đấy, con này dùng rất là thích luôn các bác thấy không? Đấy. Cần siêu mềm luôn nhá. Cần siêu mềm luôn, dùng rất là đã. Đó. Và nhấm vào thì nó vào khoảng là đi 60 phân, 60 sen các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, con này dùng rất là đã luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 cho một cần câu Nhật bằng sợi carbon nhá. Đấy, nó sẽ là hàng bằng sợi carbon. Cho nên là dùng rất là đã luôn các bạn, hàng bằng sợi carbon luôn. Các bác dùng thì chấm hết luôn các bạn, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Đem nán giúp cho em đó là cần câu Nhật nhá. Cần câu Nhật giá sẽ là 120k. Đấy, cần câu Nhật 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đồng hồ led nhá, đồng hồ led đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái đế chân như này này. Và một con đồng hồ rất là to luôn. Con này thì to dài thoải mái cho bác sử dụng. Kích thước của nó thì nó sẽ là chiều dài là 22, chiều cao là 8 và cả chân ấy thì vào khoảng là 10 cm. Đấy. Và nó sẽ có sẵn cho các bác là cái cáp cắm này luôn. Sẽ có sẵn cái cáp cắm như này các bác này. Đấy, cáp cắm như này. Thì các bác chỉ cần là cắm vào cái chân này cho em này. Đấy, cắm vào cái chân này cho em. Sau đó thì mình cắm vào cái cổng USB nhà mình. Đấy, các bác cắm vào cái cổng USB nhà mình nhá. Đây là cái chân của nó này. Đấy, cái chân của nó đây. Về nhà các bác là cắm vào cái ổ USB nhà mình cho em là xong. Đó, đây. Các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình nhá. Là nó sẽ lên đèn con này. Đấy, đây. Rất là rõ luôn các bác nhá. Rất là rõ luôn. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là cập nhật cho các bác là nhiệt độ này. Đấy, nhiệt độ, độ ẩm rồi thời gian. Đấy, và nó sẽ có cho các bác các cái nút điều khiển ở đây nhá. Có nút điều khiển ở đây cho các bác sử dụng luôn. Đó. Set up cài đặt cho các bác đầy đủ luôn nhá. Đấy. Ngày giờ, nhiệt độ, độ ẩm các thứ đầy đủ cho các bác luôn, nhìn rất là rõ luôn nhá. Đây, đấy. Giá thì bên shop đang đây, nhiệt độ của nó đang là 31 độ C này. Đấy, độ ẩm này. Đấy, ngày giờ, nhiệt độ, độ ẩm đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhá. Tên mã giúp cho em đó là đồng hồ led to nhá, đồng hồ led to, loại này loại to luôn. Đồng hồ led to giá sẽ là 110.000 cho con đồng hồ led to như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là tiện ích luôn. Ngoài các bác dùng bình thường thì các bác có thể dùng làm đèn ngủ này. Đấy, dùng làm đèn ngủ rồi báo thức các thứ đầy đủ luôn, cập nhật nhiệt độ, độ ẩm. Đồng hồ led to 110k nhá, 110.000 cho con đồng hồ led to như này. Tiếp theo thì lên cho bác sản phẩm đó là cái khay đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là khay cà phê 25.000 cho một chiếc này nhá. 25.000 cho một chiếc khay cà phê này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, hàng rất đẹp và giá rất hợp lý các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Đấy. Bộ máy khoan mini chạy bằng pin. Đấy, sẽ bao gồm một máy khoan như này. Đấy, một máy khoan. Đấy, một máy khoan như này. Có đảo chiều nhá. Và có thể là xoay từ hình khẩu súng sang cái hình thẳng như này được. Tiện không? Đấy, rất tiện luôn nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít này. 30 đầu vít ngắn này. Đấy, 30 đầu vít ngắn này. Kèm thêm cho các bác là rất là nhiều chi tiết khác đi kèm nữa. Đấy. Rất là nhiều các cái chi tiết khác đi kèm. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây. Đấy. Đầu khẩu, đầu vít này, tay nối dài này, đầu mũi khoan này. Đấy. Rất nhiều chi tiết luôn nhá. Giá thì cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini nhá. Đấy, khoan mini. Giá sẽ là 180.000 cho cái hộp khoan mini này, tiện ích luôn. 180k lên cho em là khoan mini. Khoan mini giá sẽ là 180k nhá. Khoan mini giá sẽ là 180k. Rồi ok. Hello chào các bác.
Các bác xem kênh yêu quý em thì cho em xin một nút like nhé, một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hãy xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Các bác đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé, để cập nhật các cái video bên em đăng tải lên. Đấy, mã sản phẩm đầu tiên bên em thanh lý cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop còn hai cái gối massage. Đấy, gối massage hàng 8B nhá, con này thì dùng bình thường. Đấy, đơn giản là nó mất vỏ hộp thôi. Nó mất vỏ hộp thì bên em sẽ xả thanh lý cho các bác cái giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho một con gối massage như này. Đấy, nó chỉ mất vỏ hộp thôi các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là gối massage nhá. Đấy, gối massage giá nó sẽ là 100k. Còn bác nào lấy cái loại mà có cả vỏ hộp ngon lành thì nó sẽ là 170.000 nhá. 170.000 cho một con gối massage như này, dòng gối massage 8B giá thanh lý nhá. Tiếp theo thì bên em có cái đó là cái dây cái này để các bác dán vào để các bác dẫn dây điện cho nó thẳng vào hàng và lối này. Đấy. Cái này các bác lên cho em là nẹp dây điện nhá, nẹp dây điện. Thì em có hai túi thôi. Mỗi túi này bán thanh lý cho các bác với giá đó là 20.000 cho một túi như này. Một túi này nó vào khoảng là vài chục cái nhá. Nó sẽ có cái miếng dán này, các bác bóc cái miếng dán này ra này. Đấy, bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì các bác dán lên tường, dán lên tủ tiếp các thứ đấy. Sau đó các bác nhét cái dây điện vào đây cho em, nhét cái dây điện vào đây cho em nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là nẹp dây điện nhá. Đấy, em còn có hai túi thôi. Giá bán thanh lý cho bác với giá đó là 20k cho một túi nẹp dây điện như này nhá. Nẹp dây điện 20.000 một túi. Tiếp theo thì bên shop thanh lý cho các bác cái mã quạt phun xương này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng quạt phun xương như này. Đấy, con này bên em đang bán là 380.000. Đấy, riêng con này thì nó lỗi một chút là cái đấy, nó lỗi một chút là cái đấy. Hai quạt chạy bình thường nhá. Đấy. Nó chỉ lỗi một chút là cái đèn của nó nhiều lúc nó có một con đèn LED ở đây thì nhiều lúc nó lên nó không tắt nhá. Đấy, chứ còn là tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Giá thì bên em thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt phun xương. Đây, xương đang phun ra đây. Con này thanh lý cho bác với giá đó là 230.000 nhá. 230.000, yêu cầu các bác là chuyển khoản hết bên em mới gửi hàng các bác nhá. 230.000. Đó. Tiếp tục một số cái mã hàng mới bên em nhá. Đầu tiên thì sẽ về cho các bác sản phẩm đó là cái cần câu nhá. Cành này thì nó sẽ là 2m7 các bác. Cành câu 2m7. Con này thì hàng cực kỳ chất cho bác luôn. Cành câu 2m7 các bác nhá. Đấy, có bao đựng đàng hoàng. Đây, 2m7 này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là cành câu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 120.000 cho con cành câu như này thôi. Giá 120.000 này, xoáy ra cho em này. Đấy. Đây, đấy đầu cành của nó đây. Rất ngon luôn các bác nhá. Chiều dài của nó sẽ là 2m7 các bác nhá. Đấy. Chiều dài của nó là 2m7 các bác này. Đấy, 2m7. Đây, con cành câu như này. Con này thì test cái độ mềm của nó thì rất tốt luôn các bác này. Đấy, test độ mềm của nó rất là tốt luôn. Đó. Rất là ngon nhá. Nhỏ nhẹ các bác dùng để câu các loại cá cơ bản thì rất là ok luôn nhá. Các loại cá cơ bản cho em rất là ok. Đó. Một con cần câu như này giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là cành câu Nhật nhá, cành câu Nhật. Giá sẽ là 120k cho một con cành câu như này, 120.000. Hàng thì siêu chất lượng cho các bác luôn. Hàng chất lượng nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. 120.000 cho con cần câu như này thôi. Đó. Cái chiều dài cố định của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi 60cm nhá. Chiều dài cố định của nó thì vào khoảng 60cm rồi các bạn. Đấy, con này thì nói chung là dùng thì rất là sướng luôn. Đấy, rất sướng luôn. Đây. Đấy, nhỏ gọn tiện ích. Chất liệu của nó thì nó sẽ là từ sợi carbon nhá. Làm từ sợi carbon cho nên là rất là bền đẹp chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em nó là cần câu nhá. Giá sẽ là 120.000 cho một con cần câu như này thôi. 120.000 cho con cần câu Nhật như này. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, bên em cũng về được có mấy chiếc thôi. Mấy chiếc thôi các bác nhá. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái một cái mẫu sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chuông báo trộm nhá. Chuông báo trộm giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một cái bộ chuông báo trộm này thôi. 30.000 cho một bộ nhá. Nếu mà bác nào mà mua 5 bộ thì bên em sẽ tặng một. Đấy, 30.000 một bộ, mua 5 bộ tặng một này. Cái này thì nó sẽ sử dụng cái pin con thỏ nhỏ như này và bên em bán thì không kèm pin nhá. Về nhà bỏ cái đèn này vào cái chỗ của nó này, xong rồi lúc nào soạn thì nhặt trước đi. Không có vỏ không được. Một cái thôi. Ừ. Đây các bác lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Đấy, đây. Đấy. Đấy, thì ở đây nó sẽ là có công tác đây. Các bác bật cho em có nút on, nút off nhá. On, off đây các bác bật lên cho em này. Đấy. Và khi mà các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là bóc ra sau dán vào, xong đó là khớp hai cái mũi tên này vào cho em này. Đấy, khớp hai cái mũi tên này vào như này.
Đấy, thì các bác để cho em ở hai cái cánh cửa này, cánh cửa cánh cổng này có cái sự liên kết như này. Đấy, bỏ ra là nó sẽ hú này. Đấy, các bác thấy không? Còi của nó kêu rất là to luôn, còi kêu rất là to luôn. Thì các bác cứ sử dụng ban đêm cho em, ban ngày các bác tắt đi. Đấy, ban ngày khi mở cửa ra các bác tắt đi, ban đêm khi khóa cổng khóa cửa vào thì các bác lại bật lên cho em. Đó. Và để vào như này. Đấy, khi đóng cửa vào là nó sẽ kết nối như này. Mở ra nó sẽ kêu. Đó, các bác thấy không? Kêu rất là to luôn. Thì con này rất là tiện ích nhá. 30.000 một chiếc và mua 5 tặng 1. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đấy, có cái nút on ở đây. Đây các bác này. Đấy. Khi mà các bác đóng cửa vào nó sẽ như này, mở cửa ra nó sẽ kêu. Đấy, rất tiện ích luôn. Đó. Đấy các bác thấy không? Rất nhạy nhá, rất nhạy luôn và kêu rất là to luôn. Nhạy lắm các bác. Vừa nhạy vừa kêu to luôn thì nói chung là con này dùng thì siêu tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc thôi, giá siêu rẻ luôn. Đấy các bác mua mua 5 thì bên em sẽ tặng 1. Đấy nhà các bác nào nhiều cửa, nhiều cổng thì các bác lắp vào cho em. Đấy. Các bác lắp vào cánh cổng, cánh cửa, cánh tủ đều được hết nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đây em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế nữa. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con mũ ếch này, mũ ếch. Chất lượng của nó thì nó sẽ là chất liệu là bằng vải dù nhá, bằng vải dù như này. Đấy, nó sẽ là vải dù dạng vải vải kaki quân đội rất là đẹp luôn. Đường kim mũi chỉ này, rất sắc nét luôn. Đó, rất là đẹp như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ ếch nhá, mũ ếch. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá sẽ là 80.000 cho con mũ ếch như này nhá. Giá của nó sẽ là 80k. Hàng thì cực kỳ là đẹp cho các bác luôn, rất đẹp các bác. Đây. Đấy, rất đẹp như này các bác này. Rất đẹp. Chất liệu của nó này, đường kim mũi chỉ này, khuy đồng nhá, rất đẹp cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 80k cho con mũ ếch như này nhá. Lên trên là mũ ếch giá 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đồ nghề mini nhá. Chiều dài của nó thì vào khoảng 40 cm. Đấy, chiều dài khoảng 40 cm cũng khá là dài luôn. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 18 đến 20 cm, chiều rộng thì vào khoảng là 15 cm. Đây. Rất to rộng luôn. Có quai sách quai đeo như này thì các bác có thể dùng để mình đựng các cái đồ nghề như là dao búa kìm kéo này, hoặc là mang đi du lịch này. Đấy, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Có cả ngăn phụ bên ngoài nhá. Có ngăn phụ bên ngoài cho các bác luôn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn. Khóa thì nó sẽ là tay nắm bằng đồng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi đồ nghề mini. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho một con túi đồ nghề mini nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, túi đồ nghề mini 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dòng túi này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng túi như này các bác này. Đấy, một cái dòng túi như này. Thì con này khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Túi rất là đẹp và tiện ích cho các bác luôn nhá. Đấy. Ở đây thì cái chiều cao của nó thì được vào khoảng là gần 30. Đấy. Chiều cao thì gần 30. Chiều rộng của nó thì cũng phải vào khoảng 15 và rất là nhiều ngăn luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái con túi đa chức năng luôn nhá. Đa chức năng rất là rộng luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất là rộng luôn và rất là nhiều ngăn luôn nhá. Đấy, rất nhiều ngăn như này. Đấy, đây các bác nhá. Đó. Rất nhiều ngăn luôn các bác này. Rất nhiều ngăn luôn. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn nhá. Đấy, 5 ngăn cho các bác luôn. 5 ngăn thoải mái sử dụng này. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là 5 ngăn, 6 ngăn này. Đấy, 7 ngăn nhá. Lên cho em là túi 7 ngăn nhá. Đấy, túi 7 ngăn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con túi 7 ngăn như này thôi. 100k nhá. Lên mã giúp cho em là túi 7 ngăn. Hàng của Nhật nhá. Quân đội Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là túi 7 ngăn nhá. Túi 7 ngăn này. Túi 7 ngăn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con túi 7 ngăn như này. Giá sẽ là 100.000. Đây. Hàng cực đẹp cho bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải xanh quân đội này. 1 ngăn này. 2 ngăn này. Đấy. 3 ngăn này. 4 ngăn này. 5 ngăn. Và 2 ngăn bên hông nữa là 7 ngăn. To dài đẹp cho các bác luôn. Đấy. Cái chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 35. Đấy. Chiều cao thì vào khoảng là gần 30. Đấy. Và chiều rộng thì vào khoảng là 15. Nói chung là to lắm. Con này thì đựng được khá nhiều đồ luôn. Mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều ok hết nhá. Bên trong có lớp lót mềm như này. Các bác có thể để iPad, cái thứ đều ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm nữa là cái đồng hồ vôn kế. Giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho em đồng hồ vôn kế như này. Đây. Đấy. Nó sẽ là một con đồng hồ vôn kế như này. Giá sẽ là 90k. Có cả lẫy liếc cho các bác đàng hoàng nhé. Có cả đầu thử điện nhá. Đấy, nó sẽ đo ôm, đo vôn kế, đo AC, đo các kiểu con là điều luôn. Lên cho em là đồng hồ vôn kế. Giá sẽ là 90.000 một con đồng hồ như này thôi. 90k. Đấy, các bác nào làm thợ, làm nghề hoặc là mua về để mình sửa chữa lặt vặt dùng con này cũng rất là ok luôn. Đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã bật lửa Zippo. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc này. Đấy. Bật lửa Zippo Mỹ. Giá thì chỉ có cho các bác là
95.000 thôi. Đây, đấy, Liverpool này, USA này, đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Màu vàng, màu bạc như này giá thì chỉ có 90k cho một con bật lửa như này thôi. 90.000 các bác nhá. Đây, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện chưa qua sử dụng các bác này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Các bác thấy không? Đó. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, về nhà thì các bác châm dầu vào cho em. Châm dầu vào cho em nhá. USA, hàng của Mỹ như này nhá. Hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo Mỹ nhá. Zippo Mỹ. Đây. Đấy. Hàng made in USA này, made in USA nhá. Đó, made in USA. Đấy, các bác thấy không? Rồi. Zippo. Giá sẽ là 90.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. Giá thanh lý cho bác, giá cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bật lửa Zippo, giá sẽ là 90k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo này. Đó. Bật lửa Zippo. Zippo Mỹ, giá sẽ là 90k nhá. 90k một con. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay các bác lên cho em là khay cà phê, một con khay cà phê như này. Đấy. Thì nó cũng có rất là nhiều các cái hình thù rồi kiểu dáng khác nhau. Đấy, rất là đẹp luôn. À, kiểu dáng thì nó chỉ có một kiểu dáng thôi. Chiều dài của nó thì vào khoảng 25 cm, chiều ngang thì vào khoảng 15 cm. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khay cà phê, giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một con khay cà phê như này. 25.000 cho một con khay cà phê như này các bác này. Đấy, 25.000 một khay. Rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là khay cà phê, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ghế hơi. Đấy, khi bơm lên thì nó sẽ như này. Đấy, thì bên em bán nguyên ghế không sẽ là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship. Nếu các bác muốn mua thêm cả cái vòi bơm nữa, cái ống bơm nữa thì sẽ là 50k cho một cái 80.000 cho một cái ống bơm. Đấy, còn nguyên kia mua cái máy bơm là 80.000, còn nguyên ghế này là 50.000 nhá, 350.000 nguyên ghế nhá. Khi bơm lên thì nó sẽ như này. Và đây là cái kích thước của nó đây. Đấy. Đây. Kích thước của nó đây các bác này. Chiều cao của nó là 86 phân, chiều dài của nó là 1m22 nhá. Đấy, chiều ngang của nó là 98 các bác này. Đấy, còn đây là con nhỏ đây, con nhỏ này của nó thì sẽ là 55 và cao 26. Chung là các bác nằm ngồi thoải mái luôn các nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đủ màu sắc nhá. Đủ màu sắc, đủ kích thước khác. À, đủ màu sắc, đủ các cái kiểu cho các bác luôn. Đó. Đủ màu các nhá. Đấy. Thì con bàn chải này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho 4 cái nhá. 20.000 cho 4 cái. 4 cái là bằng 20k nhá. Đấy, còn 10 cái là sẽ bằng 40.000. 10 cái là bằng 40k. Đó, và 30 cái thì là sẽ là 100.000 nhá. 30 cái một hộp này 100.000. 100.000 cho một hộp này luôn. Đó. 100.000 cho một hộp 30 cái này luôn nhá. 100.000 một hộp 30 cái. 10.000 là 40 cái. Đấy, 10 cái 40.000 và 4 cái là 20.000 các bác nhá. Đó. Giá cực rẻ luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Các siêu thị nó đang bán 36.000 Việt Nam đồng đây. Đấy, Korea, Hàn Quốc. Đấy, rất mềm mại luôn nhá. Than tre hoạt tính, lông tơ mềm mại, dùng cực kỳ thích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình đựng chè 2 lít nhá. Bình chè 2 lít thế này. Đấy, bình chè 2 lít. À, bình chè 2 lạng nhá. Đấy, bình đựng chè 2 lạng như này. Thì con 2 lạng này thì giá của nó sẽ là 2 lạng này sẽ là 90.000 này. 90.000. Và bên shop có con 4 lạng nữa. 4 lạng thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác là hai màu này, màu vàng gold và màu đỏ, lấy cho anh cái 4 lạng. Đấy, màu vàng gold và màu đỏ như này nhá. Đó, có cả màu trắng inox luôn. Đấy, có cả màu trắng inox luôn các bác nhá. Đây. Màu này sẽ là màu trắng inox này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, inox 304 không gì nhá. Đó. Cái bé này thì là bình 2 lạng 100 à bé này là 90.000 này, 2 lạng 90.000, có hai màu này. Đấy, ba màu này. Đấy, còn cái con này thì cũng có 3 màu như này nhá. Cũng có 3 màu như này, 4 lạng. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho con 4 lạng như này. Đấy. Giá cực kỳ tốt luôn. Ngoài các bác đựng chè này, các bác có thể đựng cà phê này, các loại hạt này, ngũ cốc yên rất là ok, sạch sẽ này. Đấy, đựng thích lắm các bạn. Đấy. Giòn nó chặt lắm, đựng cà phê này, lạc này, ngũ cốc này, các loại hạt ok luôn. Đó, rất hợp lý nhá. Có màu vàng gold này, màu đỏ đô này và màu inox nhá, cũng 3 màu luôn. Giá sẽ là 130.000 cho con 2 lạng như này. Đó, 130.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọc rác này. Đây, cái lọc rác này thì các bác đặt vào trong chậu rửa nhà mình thôi. Đặt vào chậu rửa nhà mình, sau đó thì
khi mà rác rưởi các thứ nó cặn ấy nó sẽ chảy xuống. Cái lọc truyền thống thì nó khá là mít và nó bị rát cơm, còn cái này lỗ nó nhỏ, nó không rát nhưng nó lại nhiều lỗ, nước chảy nhanh và sạch sẽ. Giá thì chỉ có 15k thôi, lên cho em là lọc rác inox 15.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn thì sẽ là 20.000 cho một hộp như này. 20.000 hộp này, hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, từ 80 đến 100 chiếc. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nó sẽ là thuộc dạng là ni lông lụa nhá, ni lông lụa mềm. Nên là các bác dùng nó rất là thích này. Đấy. Khi mà các bác đeo vào thì thứ nhất là nó ôm tay này. Đấy. Thứ nhất là ôm tay, thứ hai là khi mà các bác sử dụng ấy thì nó khá là tiện ích luôn. Đây các bạn. Đấy, ôm tay. Đấy, nó chống rách rất là tốt luôn, chống rách rất tốt luôn. Các bác có thể dùng để bóp thực phẩm, bóp thức ăn này rồi vệ sinh các kiểu luôn. Đó. Giá thì sẽ là 20.000 cho một 20.000 cho một hộp như này. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá. 20k cho một hộp này thôi. 20.000 cho hộp găng tay thức ăn như này. Giá cực kỳ rẻ luôn. 80 đến 100 chiếc nhá. Tiếp theo thì sẽ là ô nhặt tự động nhá. Ô nhặt tự động như này. Một chiếc ô như này thì giá sẽ là 80.000. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có đủ các màu như này, thì bên em sẽ gửi màu cũng nhiên nhá. Đấy, các màu như này. Đây. Đấy, coi theo. Đó. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng 1 mét nhá. Đấy, nan của nó là nan kép rất là dày luôn. Đấy, thả lên bật xuống đều tự động này hết. Giá thì chỉ có 80k thôi. Các bác có thể để trên ô tô này. Đấy, để cốp xe rồi nói chung là để đâu cũng được. Đấy, nó nhỏ gọn tinh tế, nó rất là phù hợp để các bác có thể sử dụng và rất là tiện ích luôn. Rồi ok. Hello các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi các bác nhá. Các bác xem kênh yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, đừng quên cho em xin một nút like cũng nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình thể thao nhá. Bình thể thao con này inox 316. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Màu của nó thì có cái tông màu xanh rất là đẹp như này. Đấy, tông màu xanh rất là đẹp như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con bình thể thao rất là đẹp này các bác này. Đấy, nắp niếc giòn giếc các thứ đàng hoàng. Inox 316 này, su 316 có lưới lọc niếc hẳn hoi luôn. Giữ nhiệt cho các bác thoải mái luôn nhá. Đó, su 316 dung tích 1 lít. Con này thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Con này bên em đang bán là 100k nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình thể thao. Đấy, bình thể thao này. Bình thể thao nhá. Thể thao em đang bán là 100k, đợt này thì sẽ là về cho các bác cái giá chỉ còn là 60k thôi nhá. 60k cho một con bình thể thao 1 lít như này. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Đấy, màu thì lô này về nó sẽ là một cái màu xanh đậm rất là đẹp như này. Nam nữ đều dùng được hết, su 316 nhá, su 316 đây. Đấy, giữ nóng 12 tiếng này, giữ lạnh 12 tiếng cho các bác luôn. Đấy, nói chung là có quai đeo quai sách đàng hoàng. Nắp niếc giòn giếc như này. Một ngày các bác cứ mang đi cho em, buổi sáng uống hết một bình này 1 lít, buổi chiều uống hết một bình này 1 lít là ok. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bình thể thao nhá. Bình thể thao. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái giá đỡ điện thoại nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại như này. Đấy. Các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại bằng hợp kim nhá. Đấy. Con này thì dòng bằng hợp kim cực kỳ là ngon luôn. Đó. Tất cả đều bằng hợp kim hết nhá. Giá đỡ điện thoại bằng hợp kim như này. Đó. Con này thì dùng rất là tiện và sướng luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là giá xoay nhá. Đấy, giá xoay, giá của nó sẽ là 40k thôi. 40k cho một con giá xoay như này các bác này. Đây. Đấy, con này thì thứ nhất là nó bằng hợp kim nhôm nhá, hợp kim nhôm. Đó, hợp kim nhôm cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn đây. Các bác có thể đặt lên như này. Đấy. Xoay 360 độ được nhá. Các bác ngồi hướng nào thì các bác xoay hướng đấy cho em này, có thể để dọc này. Con điện thoại của em rất là to luôn nhá. Đây các bác thấy không? Đây. Điện thoại của em rất là to luôn. Đây. Đấy, xoay này. Đấy. Và các bác có thể để dọc để ngang đều được hết nhá. Để dọc để ngang đều được hết này. Ấn lên ấn xuống đều ok hết nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Con này thì nó bằng hợp kim hết nhá. Đấy, bằng hợp kim hết. Lên mã giúp cho em đó là giá xoay nhá. Giá xoay. Đấy, giá xoay. Đấy, 40k thì một con giá xoay như này, tất cả đều bằng hợp kim nhá. Bằng hợp kim hết cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một con giá đỡ điện thoại như này. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì nó sẽ cao hơn một chút, các bác có thể nâng lên tụt xuống được nhá. Đấy, nâng lên tụt xuống ở đây và cũng có thể là xoay đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đấy. Để nằm để đứng đều được hết nhá. Nằm đứng đều được hết. Đấy, các bác có thể tùy chỉnh. Nằm đứng đều ok hết này các bác này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Giá của nó sẽ là 30k nhá. Giá đỡ điện thoại này. Đấy. Giá đỡ điện thoại, giá sẽ là 30k một chiếc. 30.000 thì con giá đỡ điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu quạt trần này, giá sẽ là 100.000 cho một con quạt trần như này. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó, cánh của nó sẽ là trên 30 cm và có 5 cánh. Đấy, khoảng
trên 30 cm, có 5 cánh và con này quay rất là tít luôn. Các bác có thể dùng để mình sử dụng khi mà mình buôn bán này đấy, hoặc là các bác có thể để cái khu vực nào mà mình ngồi mình làm việc mà cần phải cái độ mát vừa phải thì dùng con này cho em. Giá sẽ là 100k cho con giá đỡ điện thoại như này, 100.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về trong sản phẩm đó là cái bếp ga đơn nhá. Lên cho em là bếp ga đơn này. Đấy, bếp ga đơn. Con này thì rất là tiện ích cho các bác luôn. Nó sẽ có cho các bác là hai màu. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Đấy. Đấy. 190.000 cho con bếp ga đơn như này thôi. Con này thì dùng để đun nấu cực kỳ là ngon. Lắp ga vào đây cho em. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hệ thống đánh lửa tự động nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mang đi du lịch, đi phượt này. Đấy. Để đảm bảo an toàn nên sử dụng bình ga mới này, nồi chảo đúng kích cỡ này. Đấy, với bếp các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 190.000. Đấy thì các bác có thể dùng để hàng của Media nhá, hàng của Media. Đó. Lên xem là bếp ga đơn giá sẽ là 190.000. Con này thì các bác có thể dùng để mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt hoặc là phòng trọ, phòng chiếc rất là ok. Đấy, khi không dùng thì mình để gọn như này. Đấy, còn khi nào dùng thì mình lại lật nó lên cho em. Đó, rất tiện ích luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Bên shop về thì nó sẽ có hai màu, màu đỏ và cái màu bạc như kia, màu đỏ màu bạc như kia nhá. Lên cho em là bếp ga đơn giá sẽ là 190.000 cho con bếp ga đơn như này nhá. 190k cho một con bếp ga đơn thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác, đó là kia các bác lên đã giúp cho em đó là cái đây, đó nó sẽ là cái bàn cờ như này. Đấy. Phương ơi. Cái bàn cờ thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu này. Một mẫu là có sẵn cả bàn cờ cả viên như này luôn. Bàn cờ nhựa giá sẽ là 80k nhá. Lên cho em là bàn cờ nhựa này. Đấy, bàn cờ nhựa giá của nó sẽ là 80k. Đó. 80.000 nhá. Đấy, 80.000. Đó. Còn cái này thì nó sẽ là quân cờ gỗ như này, giá của nó sẽ là 70k. Cái này thì nó chỉ có quân cờ không thôi nhá, bằng gỗ nhá, quân cờ không thôi bằng gỗ. Đấy, còn cái này thì sẽ là cả bàn cờ cả quân như này nhá, cả bàn cờ cả quân như này, giá của nó sẽ là 80.000. Đấy thì combo như này về nhà các bác sử dụng cũng rất là tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái két sắt các bác ơi. Két sắt thì bên em về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, có cho các bác là hai màu là màu đen và màu đen và màu cà phê như này, màu đen màu cà phê như này các bác nhá. Đó. Màu đen và màu cà phê như này. Có cho các bác là hai màu luôn, màu đen màu cà phê. Đó, rất là đẹp như này. Con này thì nó sẽ có lẫy như này nhá, có lẫy như này. Đấy, các bác có thể xoay lẫy như này các bác này. Đây. Đấy, xoay lẫy như này để mở này. Ở đây thì nó sẽ có cái nút để các bác mở khóa này. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái lẫy như này để mở này. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là cả khóa kiếc đàng hoàng luôn. Đó. Nói chung là hàng này thì rất là ngon. Có khóa, có đai, yếc các thứ đàng hoàng nhá. Đấy. Về nhà các bác mở thì xoay như này cho em này. Đấy. Con này thì cái kích thước của nó sẽ là một chiều là 23 nhá, một chiều 23, một chiều là 17 và chiều cao của nó sẽ là 17 luôn. 23 17 17 các bác nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cả là sử dụng bằng số và lắp pin này luôn. Đấy, sử dụng bằng số và lắp pin thì về nhà các bác cần sử dụng thì các bác lắp pin vào cho em. Và nó sẽ có cái phần đai đây để các bác khoan ra, các bác bắt vít vào tường cho em nhé. Khoan ra bắt vít vào tường. Đấy, có cái phần vít nở đây nhá. Đây, vít nở này, có phần vít nở này các bác bắt vít vào tường cho em. Đây, nó đặt sẵn cho các bác hai cái lỗ rồi. Con này thì cũng tương đối là dày dẫn chắc chắn cho các bác này. Đấy, đai rồi vít nở này. Và về nhà thì các bác sử dụng thì đây, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cả chìa khóa này và cả sử dụng là bằng dãy số này luôn, dãy số điện tử như này nhá. Thì về nhà các bác có thể sử dụng chìa. Đấy, các bác có tuổi rồi thì các bác có thể sử dụng chìa này hoặc là cái lẫy số điện tử cho em, thì tùy theo nhu cầu mục đích của sử dụng của các bác thôi. Lên cho em là két sắt. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một con két sắt như này nhá. Két sắt 350.000. Đó. Thì ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác là pin piếc này rồi đai đủ các thứ đàng hoàng nhá. Đấy. Và có cả phiếu hướng dẫn sử dụng đây, có cả phiếu hướng dẫn sử dụng đây các bác này. Đấy. Phiếu hướng dẫn sử dụng cho các bác luôn. Đó thì về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy. Đai rồi chìa khóa kiếc các thứ đàng hoàng. Đấy, có cả khóa kiếc luôn. Có hai màu, màu đen màu nâu nhá. Đấy, về nhà thì các bác mở khóa ra cho em này. Đấy. Vào mở khóa ra nhá. Mở khóa ra này. Đấy. Nó sẽ có chìa cho các bác đàng hoàng. Về nhà thì các bác mở khóa ra cho em là xong. Nó rất là tiện ích thôi. Đó. Đây. Mở khóa sau đó thì các bác bạn cái lẫy này. Bạn cái lẫy này. Đấy, các bác chưa quen thì mình cứ làm là nó sẽ quen thôi. Đấy, và nó có sẵn chìa chiếc cho các bác đàng hoàng. Đấy. Mình mở ra. Sau đó thì ở đây có phụ kiện cũng đầy đủ luôn. Lên cho em là két sắt nhá. Giá của nó sẽ là 350.000. Đấy, đây. 350.000 cho một con két sắt như này nhá. 350.000 cho một con két sắt này, chìa chiếc cái thứ đàng hoàng.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chậu ngâm chân nhá. Giá chỉ có 310.000 trong cái chậu ngâm chân như này thôi. 310.000. Về nhà thì các bác cắm điện vào cho em. Cắm điện sử dụng điện trực tiếp, điện 220V. Điện 220V này. Đấy, sau đó thì các bác vặn các nấc này lên đấy. Nó có các chế độ đây. Các bác vặn lên cho em. Đó, có các chế độ như này các bác có thể vặn lên nhá. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác là các cái chế độ như này. Đấy, thì nó sẽ giúp cho các bác là massage chân này. Các bác ngâm chân rồi massage chân rồi làm nó làm nóng làm nước luôn. Đây, các bác đặt chân vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình massage các cái huyệt đạo của bàn chân như này thì nó rất là sướng luôn. Đó. Đấy, nó giúp cho các bác massage rất là sướng luôn nhá. Cái này thì nó bằng cơ thôi nhá, cái này bằng cơ, còn ở đây thì nó sẽ có cho các bác là giúp cho các bác là làm nóng nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chậu ngâm chân nhá, chậu ngâm chân. Giá sẽ là 310.000. Đấy. Đây, các bác nó sẽ là một con chậu như này các bác này. Dùng để ngâm chân cực kỳ là thích luôn. Hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp, sử dụng điện 220V, dùng rất là tiện ích nhá. Đấy, dùng rất tiện ích luôn. Thì các bác dùng để ngâm chân rất là thích luôn nhá. Lên cho em là chậu ngâm chân. Đó, và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái chậu như này các bác này. Đấy. Công suất của nó là 450W này, điện 220V, dòng 50Hz. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, rất tiện ích nhá. Có công tắc các thứ đàng hoàng. Đây, đầy đủ cho các bác luôn. Chậu ngâm chân giá sẽ là 310.000 nhá. 310.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Đó là cái một cái muỗng mini như này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là muỗng mini nhá. Muỗng mini như này, rất là nhỏ gọn. Chiều dài của cái muỗng này thì nó sẽ vào khoảng là 9 cm và chiều rộng của muỗng là hơn 4 cm một chút. Đấy. Thì con này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, nó sẽ là một cái dòng muỗng nhỏ gọn như này thì mình có thể dùng để ăn sữa chua này. Đấy, hoặc là ăn các cái loại bột ăn cháo, nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là muỗng mini nhá. Con này thì rất là nhỏ gọn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là muỗng mini nhá. Giá của nó sẽ là 10k trong cái muỗng mini như này và mua 5 tặng 1 nhá. Đấy. Muỗng mini này. Đấy. Muỗng mini. Đấy, giá của nó sẽ là 10k một cái, 10k trên một chiếc và mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. 10.000 trên một chiếc và mua 5 tặng 1. Lên cho em là muỗng mini. Đấy, muỗng mini giá sẽ là 10k một chiếc, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá, bảng tô hay còn gọi là bảng tự xóa đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho con bảng tự xóa như này. Các bác có thể mua để cho trẻ em nó học tập vui chơi, tránh xa điện thoại máy tính bảng. Các bác mở cái nút nguồn này lên cho em. Có cái nút nguồn ở đây, mở nút nguồn này lên này. Đấy, sau đó thì các bác có thể viết này. Lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá của nó sẽ là 40k cho một con bảng tô như này, rất tiện ích luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 40k. Dùng xong thì nhấn cái nút xóa ở đây nó sẽ tự tắt này. Đấy, tự mất luôn. Đó. Đây, các bác có thể là tập ký tên này hoặc là viết like này, tô vẽ các kiểu con là điều luôn. Không dùng nữa thì các bác lại nhấn cái nút xóa này đi cho em. Đó. Và đây thì nó sẽ là dòng sử dụng pin năng lượng mặt trời. Lên cho em là bảng tô giá sẽ là 40k một chiếc nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa đức này. Đấy, khóa đức như này. Lên mã giúp cho em đó là khóa đức nhá. Một hộp này của nó thì một bộ này của nó thì sẽ có luôn cho các bác là đây, một bộ này sẽ có cho các bác là đi 4 chìa luôn, 4 chìa như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho cái bộ khóa đức như này nhá, 130k. Đó. 130.000 cho cái bộ khóa đức như này. Hàng made in Germany. Hàng này thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đó, chất lượng nha, coi nhá. Dùng thì rất là ngon lành luôn, rất ngon lành, rất chất lượng nha. Chống cắt, chống trộm, chống các kiểu con là điều luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khóa đức nhá, khóa đức. Đấy. Khóa đức 130k nhá. 130k cho một cái bộ khóa đức như này. 130.000, 4 chìa, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Made in Germany các bác này. Đó. Rất chất lượng cho bác luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái mã về thuốc của Nhật các bác nhé. Thuốc của Nhật. Đấy. Thì đầu tiên thì em về được một ít cái vòng đá như này. Thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý xả kho tri ân cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Nó sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhé. Giá thanh lý tri ân cho các bác luôn. 20.000 cho một chiếc vòng đá như này thôi. Đấy, đây, rất là đẹp luôn. Vòng đá này thì giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Dây của nó là dây đa sợi và dây giãn nhá, các bác dùng cực kỳ là bền luôn. Nam nữ lớn bé già trẻ đều dùng được hết. Vòng đá màu đen rất là đẹp như này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đang bán là 35.000, riêng hôm nay xả kho tri ân cho các bác. Đấy, coi như tặng quà cho các bác luôn.
giá sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhé. Mua 5 tặng 1. Lên theo là vòng đá, giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái thuốc trị hăm cho bé nhá. Thuốc trị hăm cho bé này, giá sẽ là 50.000 cho một típ như này. 50.000 cho một típ như này các bạn. Đấy, thuốc trị hăm cho bé này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng kem như này các bạn. Đấy, thì các em bé hay bị hăm này. Đấy, hăm nách, hăm háng đấy thì các bác bôi vào cho em. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ thuốc trị hăm như này các bác nhá. Thuốc hăm cho bé này, giá sẽ là 50k này. Tiếp theo là cái thuốc trị bạch biến này. Đấy, bạch biến nhá. Bạch biến. Giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này. 60k cho một lọ bạch biến như này các bác nhá. Đấy, lên theo là bạch biến. Giá sẽ là 60.000. Con này thì các bác dùng. Con này thì đây các bác ví dụ như là trên người của các bác mà bị những cái mảng như là bị mảng loang này, mảng loang trắng gọi là bị đột biến da hoặc là kích ứng da nó gây lên cái mảng loang như này thì các bác bôi vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là bạch biến nhá. Đấy, thuốc bạch biến. Giá sẽ là 60.000 cho một típ như này. Lên cho em là thuốc bạch biến nhá. Bạch biến này, đó. Bạch biến, giá của nó sẽ là 60k một típ nhá. 60k cho một típ bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một típ như này. 90k cho một típ thuốc đau đầu kinh niên như này. Đấy, 90k một hộp như này. Thì để em xem nó là dạng viên hay là dạng đây, đấy, bọc ra. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này nhá. Có hướng dẫn sử dụng các thứ đâu vào đấy cho các bác hết luôn. Đó. Ở đây của nó thì sẽ là cái dạng gói như này các bạn này, dạng gói như này. Đấy, nó sẽ là dạng gói như này. Một hộp này của nó thì nó được lên tới hàng thì của thương hiệu OTC nhá, OTC. Hàng thì cực kỳ là chất cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó là dòng thuốc nam, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bạn này. Đấy. Đây. Dùng cực kỳ là an toàn luôn đây các bạn này. Đấy, các bác bóc vào cho em. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này các bác nhá, thuốc nam như này. Đấy. Thì các bác uống trực tiếp cho em, uống trực tiếp cho em. Rất là an toàn luôn các bác nhá. Đó. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này. Các bác uống trực tiếp cho em nhá. Đó, đây, các bác thấy chưa? Đó. Rất là cái quy cách đóng gói của nó cũng rất là nam dược luôn nhá, rất là nam dược luôn, thuốc nam. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Một hộp này của nó thì cũng khá nhiều đấy, phải đến hàng trăm gói luôn. Thì các bác dùng dần cho em. Đó, rất là tốt luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới một hộp là 100 gói nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho cái thuốc đau đầu kinh niên như này nhá. Bác nào chuyên bị đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phụ khoa nhá. Đấy, nấm ngứa phụ khoa này. Cái này bao nhiêu đấy? Đây rồi. Nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này. Lên cho em là nấm phụ khoa, giá sẽ là 45.000. Đấy. 45.000 cho một típ nấm phụ khoa như này. Đây. Đấy, nó sẽ là dòng thuốc kem bôi như này. Thì dành cho nữ các bác nhá, nấm phụ khoa. Dành cho cái này dành cho cả nam cả nữ đều ok hết nhá. Nấm phụ khoa đây, có cả nam cả nữ luôn. Đấy, thì các bác nào bị các cái bệnh về phụ khoa, viêm nhiễm, nấm ngứa các cái bộ phận sinh dục thì bôi cái này cho em. Nên cho em là nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 một típ nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này, 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trị hắc lào long ben nấm ngứa nhá. Hắc lào long ben nấm ngứa, giá của nó sẽ là 25k một típ. Con này thì chuyên trị hắc lào long ben nấm ngứa rất là tốt luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa, da, kẽ tay, kẽ chân, bôi cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa giá sẽ là 25.000. Em bán có khách lấy cả 10 típ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu say xe nhá. Dầu say xe, giá sẽ là 40.000. Thì bác nào chuyên bị say xe thì dùng cái này cho em. Đấy, chuyên bị say xe thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dầu say xe thì các bác dùng để bôi này, lăn này, lăn này. Đấy, và các bác hít trực tiếp được, rất là tốt luôn. Đấy, dầu say xe nhá, đi tàu đi xe mà các bác say xe thì dùng con này cho em. Lên cho em là dầu say xe, giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu say xe như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái
thuốc bôi chỉ nhá, thuốc bôi chỉ đó. Thì một hộp này của nó là dòng là bao nhiêu nhỉ? 30k cho một lọ thuốc bôi chỉ này nhá, kem bôi chỉ này, kem bôi chỉ đấy, kem bôi chỉ thì giá của nó sẽ là 30.000, dùng thì rất là tốt luôn, để co bôi chỉ xa, bôi chỉ chỉ nội, chỉ ngoại, chỉ ông, chỉ bà, chỉ trong, chỉ ngoài, các bác bôi được hết cho em nhá. Đấy, giúp cho các bác là co bôi chỉ đấy, làm co thành mạch rất là tốt cho các bác luôn đó. Các bác chỉ nội chỉ ngoại dùng được hết nhá, các bác cứ dùng cho em liệu trình là từ 3 đến 5 lọ là khỏi hẳn luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một tip như này. Lên cho em là kem bôi chỉ, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, đau xương khớp. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó cũng là 30.000 luôn. Xương khớp bọ cạp này. Con này thì độ nóng của nó rất là khỏe luôn, thì các bác có thể dùng là khi mà mình bị đau xương khớp này. Đấy, đau xương khớp, đau mỏi vai gáy thì dùng con này cho em. Đấy, thuốc trị đau xương khớp nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một tip như này. 30k cho một xương khớp, cho một tip như này nhá. Xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt. Một lọ này của nó thì nó sẽ là 30ml các bác nhá. Một lọ này của nó là 30ml. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ xịt giảm đau nhá, lọ xịt giảm đau như này. Đấy, em gọi là xịt thôi chứ còn nó là thuộc cái dạng là lăn nhá. Các bác chỉ cần tháo ra như này thôi, tháo nắp ra này, ấn ấn như này là thuốc nó đã ra rồi nhá. Ấn này là thuốc nó ra rồi. Thì các bác dùng để mình lăn vào các cái bề mặt mà nó bị đau. Đấy, khớp hông vai cổ gáy này, hông vai cổ gáy. Lên cho em là xịt giảm đau, giá sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là uy tín luôn. Xịt giảm đau nhá. Hàng sách tay nội địa của Nhật cực kỳ uy tín luôn. Chuyên trị giảm đau rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gió của Singapore nhá. Hàng made in Singapore này, dầu gió Singapore. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua nhá, nó sẽ bán cho các bác cái giá tầm khoảng 70-80.000. 70-80.000. Nhám thì vỡ bố nữa. 70-80.000 nhá. Đó. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của Mỹ các nhá. Hàng của Mỹ và sản xuất tại Singapore. Đây. Đấy, Singapore này các bác này. Đó, đây. Hàng này thì của nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, xuất đi khá nhiều nước luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 45 à? 40.000 cho một lọ dầu gió Singapore như này. Lên cho em là dầu gió xanh nhá, dầu gió xanh. Đây. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây các bác này. Singapore này. Rồi USA các bác này. Đây, USA này. Đấy. Lên cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40k. Đó. Bác nào lấy một vỉ của nó sẽ là 12 chai nhá. Một vỉ 12 chai thì 12 lọ giá sẽ là 450.000 một vỉ bao ship luôn. 450k cho 12 chai, 450.000 cho 12 lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xà phòng của Nhật nhá. Xà phòng của Nhật 40.000. 40.000 trên một bánh nhá, 40.000 một bánh như này. Đấy, 40.000 một bánh. Có hai màu, màu xanh và màu hồng nhá. 40.000 một bánh. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xà phòng Nhật nhá, xà phòng Nhật. Đó, bánh xà phòng. Giá lên cho em là bánh xà phòng nhá. 40.000 cho một bánh và mua một dây ba bánh như này thì giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy, 110.000 cho một dây ba bánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Con này thì hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc dùng cực kỳ là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k. Bác nào chuyên bị đau mỏi vai gáy, đau cổ, đau đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi đau xương khớp dùng con này cho em, rất là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40.000, hàng chính hãng sách tay của Hàn Quốc luôn nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Đấy, đau mỏi khớp cổ chân, bắp chân, bắp tay rồi vai gáy dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, chuyên trị đau mỏi vai gáy nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một tip như này, 40.000 cho một tip như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì
bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng. Đấy, kem đánh răng của Nhật và của Hàn Quốc. Con của Nhật này thì nó sẽ là chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 60k một típ như này nhá. 180g. Con này chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con Hàn Quốc này thì chuyên trị các bác răng ố, răng vàng. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, 93% luôn. Và 120g nhá, hàng made in Korea, chuẩn sách tay Hàn Quốc luôn, made in Korea các bác này. Đó. Con này thì sẽ là 40k. Đấy, chuyên trị viêm liếu viêm. À, con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Có hai màu, màu xanh, màu đỏ bên em gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm sâm của Hàn Quốc. Sâm của Hàn Quốc nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đầu tiên là kẹo sâm. Gói này là nửa cân, 90.000 một gói nửa cân như này. Hàng thì của tập đoàn Samsung này, kết hợp với các cái công ty trầm trồng sâm và khai thác sâm tự nhiên nhá. Đấy, đây các bác này. Hàng này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Made in Korea. Giá sẽ là 90.000 cho một gói nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này, lên cho em là kẹo sâm. Giá của nó sẽ là 90k một gói nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trà sâm nhá, trà sâm. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn, một hộp này 100 gói các bác này, một hộp này 100 gói. Đấy, một hộp 100 gói như này. Hàng thì cũng là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đây, chuẩn Hàn Quốc cho các bác luôn, chuẩn Hàn Quốc luôn nhá. Đây, made in Korea này. Đó, chuẩn Hàn Quốc luôn, hộp 100 gói. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 220.000 và bao ship đến tận nhà. Hàng này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng là sâm nguyên chất. Đấy, và các bác có thể hòa nước uống này hoặc là ăn trực tiếp được luôn. Bác nào chuyên bị ốm này, mệt này, đấy, sau sinh đẻ này, hoặc là vừa ốm dậy vừa mổ này, đấy, rồi là các bác đi tàu đi xe dùng cái này thì em rất là tốt nhá. Giúp cho các bác là tỉnh táo này, đấy, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Sâm thì các bác biết rồi, nó là một cái loại dược phẩm cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Đấy, trà sâm. Giá sẽ là 220.000 cho một hộp như này, 100 gói luôn. Đấy, rất là nhiều các cái dưỡng chất đi kèm đây. 220.000. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gội phủ bạc, hàng nội địa của Nhật nhá. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Một lọ này của nó thì khá là nhiều luôn, 350ml các bác nhá. 350ml các bác này. Nếu mà đầu của nữ thì các bác có thể gội được cho em là trên dưới 10 lần, đầu của nam thì vào khoảng là 20 lần. Đấy. Một lọ như này, có sẵn lược luôn. Về nhà các bác chỉ cần là chiết nó ra. Đấy, không phải chiết mà các bác chỉ cần lắp lược vào đây cho em này. Sau đó thì mình bóp cái vòi này là nó sẽ tự đẩy ra này. Đấy, nó sẽ đẩy ra cho các bác này. Đấy, các bác không biết làm thì có thể là lên YouTube mình xem hướng dẫn cách gội dầu phủ bạc là ra. Đấy. Hàng Việt Nam cũng đã phải 200 mấy rồi. Đây mà hàng của Nhật như này mà giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 280.000 nhá. Lên cho em là dầu gội phủ bạc 280k cho một lọ như này. 280.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc như này. Rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Một số mã hàng thanh lý của bên em trong ngày hôm nay. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy, các bác yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Em lên cho các bác cái túi đựng đệm. Đấy, thì ví dụ như là những cái đệm mùa đông nhà các bác ấy, khi mà mình dùng xong là nó bị rách cái túi thì các bác mua cái túi này về các bác đựng vào cho em. Chất liệu của nó sẽ là ni lông mềm dai như này, cho nên là các bác dùng cực kỳ thích luôn. Con này thì bên em đang bán là 80.000, đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 40.000 thôi nhá, 40k thôi. Tên mã giúp cho em đó là túi đựng đệm nhá, túi đựng đệm này. Đấy. Túi đựng đệm giá của nó sẽ là 40k. Đấy, đang bán là 80.000, thanh lý cho bác giá còn 40.000 cho một con đựng đệm này thôi. Nó sẽ có cho các bác là dòng 1m8 và dòng 1m6 nhá. Đệm 1,6m này và đệm 1,8m thì các bác lấy mẫu nào các bác báo em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ nối con này. Đấy, đây nó sẽ là cái ổ nối như này. Ổ gấp nhá. Các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp như này, nó có thể gấp được như này các bác này. Hàng thì của thương hiệu Hinoki của Nhật nhá. Đấy, 16A 250V. Giá bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho một chiếc và 40.000 ba cái. 40.000 trên ba cái như này.
Đấy, con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng thì nó sẽ bán cho bác khoảng là 20-25 nghìn. Cái này là ổ gấp à? 15 nghìn đúng không? 15 nghìn một cái và 40 nghìn cho ba cái nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ gấp nhá. Ổ gấp. Đấy, lên cho em là ổ gấp này. Giá của nó sẽ là 15k một chiếc. Và các bác nào mua từ ba cái thì giá sẽ là 40 nghìn. Nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3 ổ cắm như này. Và các bác có thể gấp gọn để mình cắm vào trong các cái vị trí như là tủ này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đầu của nó thì bằng đồng, kết nối cực kỳ chắc chắn luôn. Lên cho em là ổ gấp, giá sẽ là 15 nghìn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao dao thái vân gỗ nhá. Con này thì chiều dài khoảng 30 cm. Dao thì siêu bén cho các bác luôn. Dao thái vân gỗ siêu bén thế này các bác này. Đấy, siêu bén cho các bác luôn nhá. Đây, rất bén luôn. Dọc dây bóng còn dọc được như này là dao rất là bén luôn nhá. Đấy. Hàng của Nhật, Japan các bác này. Đó, made in Japan. Và con này của nó thì có khâu đầu khâu đuôi hết như này. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Lên cho em là dao thái vân gỗ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con này đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn cho các bác là 120 nghìn nhá. 120k trong con dao thái vân gỗ như này. Giá sẽ là 120 nghìn. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái pin các bác nhá. Đấy, pin 18650 này. Đấy, con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá chỉ có cho các bác là, hôm trước em đang bán là 30 nghìn, đợt này về cho bác giá chỉ còn 20 nghìn cho một viên pin 16850 như này nhá. Lên cho em là pin 16850, giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k cho một viên đó. Tiếp theo thì em về cho các bác cái vòi xoay 360 độ. Con này nó sẽ là một cái vòi xoay như này thì các bác dùng để mình lắp vào cái chậu rửa mặt nhà mình. Đấy, sau đó thì các bác có thể xoay đảo hướng các kiểu con này đều được luôn. Xoay 360 độ đảo chiều được luôn nhá. Đấy, lên cho em là vòi bạc nhá. Đấy, vòi bạc xoay 360 độ. Giá sẽ là 80k. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Bằng hợp kim. Đó. Vòi bạc xoay 360 độ các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọc nước nhá. Lọc nước như này. Một con lọc nước như này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho cái lọc nước như này nhá. 50k một chiếc. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình lọc vào cái nguồn nước nhà mình. Đấy, các bác có thể lọc qua máy giặt này, hoặc là qua bình nóng lạnh này, hoặc qua các vị trí được luôn. Đấy, của nó thì nó sẽ là lõi bằng nhôm như này. Các bác có thể tháo ra để mình vệ sinh rửa ráy, sau đó thì mình lại lọc, rất là tiện ích luôn. Lọc nước 50.000. Bút điện là bao nhiêu? Các bác lên cho em là bút cao su nhá. Giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, nó có chức năng thông mạch luôn. Có chức năng thông mạch này, vừa làm tô vít này. Đấy, vừa làm cái tô vít nhỏ này. Đấy, vừa thông mạch này và vừa có thể đo âm dương được hết nhá. Lên cho em là bút cao su nhá, bút điện cao su. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Bút điện cao su 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm. Đó là cái mũ lính nhá. Đấy, mũ lính này. Đấy. Mũ lính. Hàng này của nó thì sẽ là 170.000 cho một con mũ lính như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, 170k. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, 3 tem kiểm định đàng hoàng. Ở trong này thì nó có xốp nhá. Có xốp cho nên là các bác dùng để mình đội để đi xe ô tô các thứ. À, đi xe máy cái thứ rất là ok nhá. An toàn này, rất là đẹp luôn. Đấy, có màu sắc thì rất là đẹp. Hàng dày dẫn chắc chắn, hàng này bảo hành cho các bác luôn. Đấy, rất chất lượng cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em là mũ lính nhá. Màu lính quân đội rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170.000 cho một con mũ lính này. Mũ lính 170.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giày giày lính nhá. Đấy, giày lính. Giày lính Mỹ. Đây, chất giày thì khỏi phải bàn rồi các bạn. Chất giày thì khỏi phải bàn rồi. Bên em bán là 390.000 cho một con giày lính Mỹ như này. Đấy, đây. Con này thì các bác nhận hàng là các bác ưng luôn, không để chê vào đâu. Chất của nó rất là mềm luôn nhá. Chất của nó rất là mềm luôn. Đó. Các bác lấy thì cứ lấy tù cho em là một cỡ nhá. Ví dụ bác nào mà cỡ hả? Đúng cỡ à? Con này thì các bác lấy đúng cỡ cho em nhá. Lấy đúng cỡ cho em là ok. Đấy, các bác cỡ chân bao nhiêu thì các bác cứ đọc cho em là ok thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 390.000 cho một đôi giày lính Mỹ như này. Đây, USA này các bác này, USA. Hàng giày lính Mỹ cực đẹp luôn, chất của nó thì khỏi phải bàn luôn. Hàng giày dẫn chắc chắn nhá, chất đẹp nhá. Đi thì cực kỳ là ôm form, ôm dáng và rất là mềm mại luôn. Lên cho em là giày lính Mỹ 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món nhá. Đây, cái bộ nạo 5 món như này. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái bộ nạo 5 chiếc luôn. Đó, 5 món, thoải mái cho các bác lựa chọn luôn. Rất là nhiều nạo rồi nhiều chi tiết đi kèm các bác nhá.
giá của nó sẽ là 60k này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi vàng nhá, vòi vàng. Con này thì các bác có thể điều chỉnh được luôn nhá. Con này bao nhiêu? 35.000 cho con vòi vàng như này. Các bác xoáy vào đầu nguồn nước này, sau đó thì mình có thể tùy chỉnh cho em đó. Đây, đấy, có đầu vòi đây các bác. Xoáy vào sau đó thì mình tùy chỉnh cho em, rất tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một cái vòi vàng như này nhá, 35k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ba lô. Cái này là cái gì? Ba lô tím à? Ba lô tím nhá, giá sẽ là 120.000, 120k. Chiều dài của nó thì vào 40 này, dài của nó thì vào khoảng 40-45, và chiều rộng của nó thì vào khoảng là, chiều rộng của nó thì vào khoảng là, đây, khá là to luôn này. Đấy, đấy, nó sẽ là to như này các bác này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi du lịch, đi học, đi phượt, hoặc là đi làm. Đấy, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Đấy, rất nhiều ngăn cho bác luôn. Chiều rộng thì vào khoảng là 25cm, chiều cao khoảng 25cm. Lên cho em là ba lô tím nhá, ba lô tím 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo này. Đầu tiên nó sẽ là kéo cắt tóc nhá, kéo cắt tóc đây. Bao nhiêu nhỉ? 160.000 cho một cái bộ kéo cắt tóc như này. Đấy, hàng thì đựng trong một cái túi da cực kỳ xịn sò luôn. Một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là một đôi này, một đôi. Đấy, một đôi, một cắt và một tỉa nhá. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa như này. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. 160.000 cho một cái bộ kéo tóc hàng của thương hiệu Kai của Nhật như này nhá. Một con cắt, một con tỉa, giá 160.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo may nhá. Kéo may như này. Một con kéo may hàng nội địa của Nhật đây. Đường kính của nó là 12 inch. Chiều dài của cái phần lưỡi này thì nó vào khoảng là trên 10cm nhá. Cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này. Cắt rất là ngon luôn các bác theo. Đó, cắt rất là ngon luôn. Kéo may này bao nhiêu? 160.000 cho một con kéo may hàng của Nhật như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kéo may, giá sẽ là 160.000 nhá. Kéo may này, hàng nội địa Nhật, 160k nhá. 160.000 cho con kéo may như này, made in Japan các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt quần áo nhá. Một bịch này của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, bịch này khá là nhiều luôn. Đấy, nó sẽ là dòng viên như này. Đấy, dòng viên như này, và đây nó sẽ là một cái dòng viên 5 trong 1 luôn, viên 5 trong 1. Một viên một gói như này thì sẽ giặt được cho em là từ 3 5 cân quần áo luôn, 5 cân quần áo nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một bịch như này nhá. Viên giặt quần áo này 55k. Đó. 55k cho một bịch như này, bao gồm cho các bác là đi khoảng 40 viên nhá, khoảng 40 viên luôn. Một lần giặt của nó thì trên dưới 3 cân quần áo quá nhá. Đó. Rất là thơm luôn, 5 trong 1 luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là đây nó sẽ là một cái con bê trên kia này ra đây đi. Sạc điện thoại iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Đấy. Sạc nhanh iPhone. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Đấy, 60.000 cho cái sạc nhanh iPhone như này. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k nhá. 60k cho con sạc nhanh iPhone. Cái này là túi dép à? Bao nhiêu? Đấy, tiếp theo bên shop về cho bác một cái túi dép này. Đấy, túi dép màu rất là đẹp luôn. Đấy, màu đen như này. Ngăn thì khá là rộng rãi nhá. Các bác có thể dùng để mình đựng đồ này, đi du lịch này. Đấy, du lịch, học phượt, đi làm đều ok hết. Giá chỉ có 95k cho cái túi dép này thôi nhá. Có quai đeo đàng hoàng nhá. Lên cho em là túi dép, giá sẽ là 95k. Đó, 95k. Hàng này to rộng, các bác đựng iPad, đựng máy tính, bảng điện thoại rất ok hết nhá. Có một ngăn phụ này. Đó, một ngăn khóa này và một hít như này. Đấy, dây đeo đàng hoàng nhá. Lên cho em là túi dép, giá sẽ là 95.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là tập bụng các bác nhá, tập bụng. Con này thì các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại này. Đấy, nó sẽ là cái con lăn, dạng con lăn tập bụng như này. Giá sẽ là 280.000 nhá. 280.000 cho con lăn tập bụng như này nhá. Đấy, lên cho em là tập bụng, giá sẽ là 280.000. Đấy. Các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại để mình đu cho cái phần bụng của mình nó eo nó thon lại. Đấy, lên cho em là tập bụng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Giá sẽ là 280.000 cho một cái con tập bụng như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Các bác xem kênh thì yêu quý em thì cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng.
Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ổ điện 3 tầng nhá. 1 2 3 này. 3 tầng và nó sẽ có cho các bác là 4 mặt. 4 mặt, mỗi mặt thì đều có công tác như này. Đấy. Thì con này vị trí của nó sẽ có là 3 ổ USB, 3 công tác đóng ngắt và mỗi tầng này thì nó sẽ là một công tác độc lập như này. Dòng anh dây điện. Mỗi tầng một công tác độc lập nhá, và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 3 4 12 ổ cắm luôn. Nó sẽ có 12 ổ cắm và nguyên cái dây này của nó thì nó sẽ dài là 2 mét rồi. Dây này là dài 2 mét nhá. Dây to dài 2 mét. Có cho các bác là 3 ổ cắm luôn các bác nhá. 3 ổ cắm một tầng, tổng nó có 12 ổ cắm. Có đèn báo nhá. Đấy, công tác đóng ngắt có đèn báo. Và có cả chân USB như này. Con này thì nói chung là dùng thì bao ngon luôn, bao ngon, bao chuẩn luôn các bác nhá. Đấy. Ở đây sẽ có cho các bác là 1 2 3 này, 4 5 6 này. Tổng nó sẽ có là 12 ổ cắm này, 3 chân USB. Có công tác đóng ngắt của từng ổ một. Đấy, có quai sách như này, rất là tiện luôn. Đấy, có công tác đóng ngắt cả bên USB. Dây thì dây lõi to khá là dài nhá. Dây lõi to, dài tầm khoảng 2 mét. Con này thoải mái sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng. Giá thì sẽ là công suất của nó là 2500W này, ổ điện 3 tầng. Ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng, giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cho con ổ điện 3 tầng như này, 150.000 các bác nhé. Đó, hàng rất chất lượng, giá hợp lý luôn. 150k cho con ổ điện 3 tầng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dòng điện thoại này. Đầu tiên thì nó sẽ là con điện thoại Nokia 1 SIM. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. 160.000 cho con điện thoại 1 SIM như này các bác nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 160k một đeo. Đó. Con này là con 1 SIM. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là con 2 SIM. Cầm cho anh cả con 3 SIM, 4 SIM này. Thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là cái mã điện thoại 1 SIM nhá. 1 SIM sẽ là 160.000, hàng của thương hiệu Nokia này. Đấy, điện thoại 1 SIM. Con này thì nhỏ gọn tiện ích. Các bác có thể dùng, pin của nó thì cũng khá là trâu luôn. Các bác có thể dùng để mình điện thoại thì sẽ đầy đủ cho các bác là một điện thoại và một cục sạc và một pin nhá. Một điện thoại, một sạc, một pin như này. Đấy, hàng của thương hiệu Nokia. Đây, Nokia. Bàn phím nổi, dễ sử dụng. Con này thì giá của nó sẽ là 160.000 nhá. Lên theo là điện thoại 1 SIM 160.000 này. 1 SIM 160.000. Tiếp theo là con 2 SIM. 2 SIM thì sẽ là 230.000 nhá. 230.000 cho con điện thoại 2 SIM như này. Con này thì cũng dùng rất là ngon luôn. Đấy, cũng đầy đủ pin, điện thoại và cáp sạc cho các bác luôn. Con này thì sẽ là 2 SIM. Đây. Đấy. 2 SIM này các bác này. Đó, các bác lắp pin, lắp piếc vào cho em nhá. 2 khai SIM nhá. Rất là ngon luôn. Con này thì sẽ là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại 2 SIM này. Điện thoại 2 SIM 230.000. Tiếp theo là em có về cho các bác cái con điện thoại 3 SIM nhá. Con 3 SIM này thì sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship luôn. Đó, 3 SIM. Con này thì to đẹp hơn, chất lượng hơn. Đấy, các bác mua con 2 SIM 230 thì thêm lên một tí nữa. Đấy, thêm lên 30.000 nữa. Đấy, dùng con này cho em. Rất chất luôn. Pin của nó có thể liên tục cho em là từ 7 đến 10 ngày nhá. Đấy, dung lượng pin của nó là 2500 mAh, sử dụng liên tục từ 7 đến 10 ngày. Và có 3 SIM luôn. Đây, 3 khay SIM, 1 khay thẻ nhớ nhá. 3 khay SIM, 1 khay thẻ nhớ. Đầy đủ các cái linh kiện như này, bảo hành cho bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là điện thoại 3 SIM. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá. Đấy. Con 2 SIM đã là 230 rồi mà con 3 SIM có 260 thôi. Thì các bác cân nhắc mua con nào cho hợp lý nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mài ba khe đỏ nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa, Made in Japan này. Lên cho em là mài ba khe đỏ, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con mài ba khe đỏ như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là mài thô, mài mịn, mài bén này. Đấy, sẽ có ba cái mài như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bàn chải tay nhá. Bàn chải tay. Con này thì giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k trong chiếc bàn chải tay như này. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác dùng để mình đánh rửa chân tay này, kỳ cọ này, rồi là vệ sinh nền sàn nhà, rồi nói chung là giặt quần giặt áo đều ok hết. 15k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đuôi cảm biến hai đầu như này. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Các bác xoáy vào một cái đuôi cũ này. Đây, ở nhà các bác có cái đuôi cũ thì các bác xoáy vào cho em, sau đó thì các bác xoáy quả bóng vào. Đấy, xoáy quả bóng vào. Đấy, nó sẽ là dòng cảm biến. Có người đi đến thì nó sẽ tự sáng và người đi qua nó sẽ tự tắt nhá. Rất tiện luôn, về không phải đấu nối gì cả, chỉ xoáy vào cái đuôi cũ của các bác là xong. Lên mã giúp cho em đó là đuôi cảm biến hai đầu nhá. Đuôi hai đầu này. Đuôi hai đầu. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 thôi. 60.000 cho cái đuôi hai đầu như này, rất tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan tháp này. Đấy.
đây nó sẽ làm cái hộp 5 mũi khoan thép như này. Thì con này cũng rất là tiện luôn. Đó, kèm cây lấy dấu nhá. Thép của nó là thép gió phủ titan. Đấy, và kèm cây lấy dấu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 180.000 cho một cái hộp 5 mũi khoan thép kèm cây lấy dấu như này thôi. Đấy, có sẵn cho các bác một cây lấy dấu như này luôn. Rất là tiện, 180k nhá, đây các bác này. Đấy, lấy dấu rất là ngon luôn. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đấy, lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi lông phớt trần. Con này thì kéo dài được khoảng là 2m7, 2m8 gì đấy nhá. Thì các bác có thể kéo dài ra để mình phớt trần rồi lau các cái vị trí khác cũng rất là ok. Đấy, trên trần, trên điếc, nói chung là con này nó sẽ là một cái dòng rất là đa di năng cho các bác luôn. Đây. Đấy, chiều dài của nó thì rất là nhỏ xinh nha các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái dạng lông là lông tĩnh điện nhá. Lông tĩnh điện như này. Đây. Đấy, có thể là các bác có thể là gấp như này được này. Đấy. Và các bác có thể xoáy vào đây này, xoáy vào đây cho em. Đấy. Sau đó thì mình kéo dài ra. Con này thì nó sẽ kéo dài ra là được khoảng là đi đây. Đấy. Kéo dài ra được khoảng là 2m8, 2m8 này các bác này. Đấy, khá là dài luôn. Thì các bác có thể dùng để mình phớt trần rồi bụi rồi màng nhện màng nhiếc rất là ok nhá. Lên cho em là chổi lông phớt trần nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là đi mình gấp vào thì rất là gọn. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55k cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này nhá. 55.000 giá cực hạt rẻ cho các bác luôn. 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái táo khô của Nhật nhá. Táo khô của Nhật như này. Đây. Hạt to đều đẹp, quả to đều đẹp thế này. Đấy. Giá thì chỉ có 70k thôi. 70k cho một bịch táo khô như này. Thì các bác có thể dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ngâm rượu rồi ngâm thuốc này rồi hãm nước uống trực tiếp cũng rất là ok nhá. 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá. Hắc lào long ben các bác này. Đấy, hắc lào long ben như này. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. Hắc lào long ben nấm ngứa các bác dùng con này cho em. Cực kỳ là nhạy luôn. 25.000 nhá. 25.000 cho một tiếp như này. Hắc lào long ben nấm ngứa 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ép tỏi này. Đấy, ép tỏi như này. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. 130.000. Giá giảm cho các bác còn 110.000 cho một con ép tỏi như này nhá. 110.000 cho một con ép tỏi như này. Đấy, hôm nay về cho các bác giá chỉ còn 100k thôi. 100k cho một con ép tỏi như này nhá. Đấy, ép tỏi, các bác cho tỏi cho các cái loại hành này, hành tỏi rồi các cái loại gừng giết cho vào đây ép cho em. Đấy, inox 304 nguyên linh của Đức, ép cực kỳ là ngon luôn. Đấy, ép cái này nó ra nước dùng nó rất là thích nhá. Nên đã giúp cho em là ép tỏi nhá. Giá chỉ còn 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là cái lên cho em là cái bình xịt nhớt nhá. Giá thì chỉ còn cho các bác là 40.000 trong con bình xịt nhớt này thôi. 35.000 nhá, giá cực tốt luôn. 35k một con bình xịt nhớt này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Các bác dùng để bình xịt dầu xịt nhớt này, tra dầu tra nhớt cho em rất là ok. Vòi thì có thể ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con là điều được luôn nhá. Ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con là điều được luôn. Lên cho em là xịt nhớt nhá. Giá của nó sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái cuộn dây điện vàng. Cuộn này của nó thì khoảng từ trên dưới 20m nhé. Trên dưới 20m, dây của nó là dây 1.5. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000. Đấy, ổ của nó là ổ đúc chống va đập nhé. Hàng của thương hiệu Tachi này. Tachi. Đấy, Japan quá này. Đó, đây. Rất là ngon luôn. Dây của nó rất là ngon. Dây của nó thì sẽ là dây 1.5 nhé. Dây 1.5 như này. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng từ 20 trên dưới 20m thôi các nhá. Đấy. Nói chung là vào khoảng 20m. Giá thì sẽ là 150.000. 150.000 lên cho em là dây điện vàng 150k nhá, 150.000. Tiếp theo thì cái đồng hồ cái này. Em lên cho các bác đó là cái con dao chặt hàng của thương hiệu Seki Japan nhá, rất là ngon luôn. Đấy, con này thì siêu sắc bén cho các bác luôn, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là đi 180.000 cho một con dao chặt như này thôi. 180k các nhá. 180.000 cho con dao chặt như này. Đấy, sắc bén đẹp này. Hàng của Nhật này, Japan chữ khắc chìm luôn. Con này dùng cực kỳ là ngon. Đấy, cân nặng thì từ 3 đến 5 lạng nhá. Con này các bác dùng để chặt thì rất là ok luôn. Giá sẽ là 180.000 các nhá. Tiếp theo thì cái kéo cắt cành trên cao này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan này. Các bác có thể dùng vừa để cắt vừa để cưa luôn. Đây, nó sẽ có đầu lưỡi cưa như này. Có ốc vít viếc đầy đủ về nhà các bác sử dụng đa di năng luôn, vừa cắt vừa cưa được. Giá sẽ là 130.000 nhá. Kéo cắt cành trên cao 130k nhá. Con này thì dùng rất là tiện luôn, có dây các bác lắp xào vào đây cho em. Lắp cái xào vào đây cho em là mình đưa lên là mình cắt thôi. Đây, nó đúng như trên hình như này, mô tả đây các bác này.
Đó, đưa vào mình cắt rất là ngon luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái muỗng béo nhá, muỗng béo như này. Đây nó sẽ là một con muỗng béo như này, giá sẽ là 10.000 một chiếc này. Mua 5 tặng 1, mua 5 tặng 1, 10.000 một chiếc. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 7 8 cm, nguyên cái phần lưỡi này thì vào khoảng là 4 cm. Đấy, con này thì dùng thì rất là thích luôn, cho trẻ em hoặc là các bác dùng rất là tiện luôn. Lên trên là muỗng béo này, giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, 10k cho một chiếc muỗng béo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lên trên là cái đồng hồ báo thức nhá, đồng hồ báo thức. Giá của nó sẽ là đi bên em về được có mấy cái thôi. Giá thanh lý cho các bác, giá chỉ có cho các bác là đi 35.000 cho một con đồng hồ báo thức như này. Đấy, em đang bán một cái máy đồng hồ thôi, giá của nó đã là 40.000 rồi. Thế mà đây một con đồng hồ báo thức ngon như này, giá cũng chỉ có 35.000 thôi nhá. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Pin con thỏ nhỏ nhá, lắp vào đây cho em. Đấy. Lên cho em là đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35.000 nhá. Đồng hồ báo thức, giá sẽ là 35k. Đó. Đồng hồ báo thức này. Đồng hồ báo thức nhá, đồng hồ báo thức giá sẽ là 35k nhá, 35k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái giá xoay con này sẽ là 40.000 nhá. Con này tất cả của nó đều là bằng hợp kim hết nhá, bằng hợp kim hết, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, xoay tanh tách luôn, 360 độ này. Đấy, để điện thoại lên dùng rất là đã luôn các bác theo. Đó, thấy không? Rất là ngon luôn nhá. Đấy, để ngang để dọc đều được hết nhá. Đấy, cái trọng lực của nó đỡ rất là tốt luôn. Đấy. Đứng nằm đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 40k nhá. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Con này bằng hợp kim cực kỳ xịn sò luôn. Giá xoay nhá. Chất liệu bằng hợp kim như này, giá thì chỉ có cho các bác là đi 40.000 thôi. 40.000 cho một con giá xoay như này, giá xoay 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xịt inox nhá. Đấy. Thì con này thì các bác dùng để mình xịt lên các cái bề mặt mà bị han gì bị thấm rột các bác này. Đấy, xịt rất là ngon luôn. Nó sẽ là một cái dòng sơn inox sáng bóng như này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 80k cho một cái đợt này về cho bác giá 70.000 nhá. 70k cho một chai sơn inox như này. Lên cho em là sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bếp ga mini nhá. Đấy, bếp ga mini. Con này thì nhỏ gọn, bếp ga gấp mini nhá. Bên shop có cho các bác là cả một cái mẫu bếp ga to nữa. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là bếp ga gấp mini. Đấy, bếp ga gấp mini như này nó có thể gấp gọn được nhá. Bếp ga mini gấp gọn này. Đấy. Có đánh lửa tự động các kiểu con là điều luôn. Đấy, các bác đi du lịch thì mang cho em cái bình ga đi lắp vào đây cho em là xong. Đây. Đấy. Rất là ngon như này. Đó, và rất là chắc chắn nhá, hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho con bếp ga mini như này. Lên cho em là bếp ga mini gấp gọn nhá. Bếp ga mini gấp gọn, giá sẽ là 100.000. 100.000 cho con bếp ga mini gấp gọn như này. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Phương ơi. Lấy nhanh cái bếp ga. Cái bếp ga loại to nhá. Cái này gọi là cái gì đấy? Bếp ga. Bếp ga đơn to như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 190.000 cho con bếp ga đơn to như này các bác này. 190.000. Con này thì các bác có thể mua để khu nhà trọ này, hoặc là mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều được hết nhá. Hoặc là mua ở nhà các bác ăn lẩu mà muốn độ sôi nhanh. Đấy, cứ mua cho em bình ga mini về mình lắp vào cho em. Đấy. Cũng có hệ thống là đánh lửa tự động nhá. Đánh lửa tự động rất là ngon này. Đấy. Giá thì sẽ là 190k. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga đơn nhá. Bếp ga đơn này. Bếp ga đơn. Giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Nhỏ gọn tiện ích nhá. Hàng của thương hiệu Media. Đó. Rất ngon lành cho các bác luôn. 190k. Đấy, rồi ok.